Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 91. Dứt lời, Tô Hàm Nguyệt ném Khuynh Nhược U về phía vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên hệt như ném một thứ rác rưởi. Đám người ngay đó vội duỗi tay tiếp lấy nàng ta, các trưởng lão Tử Nguyệt Động Thiên đều lộ vẻ khó coi. Còn chưa chịu cút. Đám người kia bộc lộ sát ý, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tô Hàm Nguyệt, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, khiến khí thế của bọn họ lập tức xìu xuống. Là Lạc Thủy Thượng Nhân, vị cao thủ thần bí khó lường nhất cổ vực Nam Hoa. Mãi một lúc lâu sau, chủ sự của Tử Nguyệt Động Thiên mới không cam lòng nói, chúng ta đi. Chẳng ai ngờ bọn họ lại chịu rời đi. Trong tình huống Khuynh Nhược U bị người ta tát hai bạt tay trước mặt quần chúng, khiến đầu tóc bù xù, mặt sưng vù như đầu heo, vậy mà đám người này chỉ biết lủi thủi rời khỏi nơi này. Đây còn là Tử Nguyệt Động Thiên trong ấn tượng của mọi người sao? Đó là bá chủ đứng đầu cổ vực Nam Hoa đấy, trong lãnh thổ Lôi Châu, vị thế của bọn họ càng cao hơn. Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang có liên hợp thì cũng phải nhìn sắc mặt của Tử Nguyệt Động Thiên. Việc này quả thật khiến người ta khiếp sợ, Khuynh Nhược U tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên bị người ta làm nhục, vậy mà sau đó, bọn họ vẫn nuốt xuống được cơn giận này. Rốt cuộc nàng kia là ai? Bất giác, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tô Hàm Nguyệt, có tò mò xen lẫn hoang mang. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Nàng là khách quý của Lạc Thủy Thượng Nhân, nhìn dáng vẻ kia, e là thân phận còn tôn quý hơn cả Lạc Thủy Thượng Nhân nữa đấy. Chẳng lẽ ở cổ vực Nam Hoa còn có thế lực khủng bố hơn chín đại bá chủ? Trong đám đông, Quách Húc và Dương Phàm liếc nhìn nhau. Trong mắt bọn họ lóe lên tia suy tư. Bọn họ khác với người ngoài, trước đó bọn họ đã biết tin tức Lầu Huyết Phú bị diệt. Hai người họ vẫn luôn nghi ngờ đằng sau Lâm Nhất có một thế lực cực kỳ khủng bố và thần bí, nhưng hắn cứ một mực chối bỏ, thế nên bọn họ cũng không nghĩ gì thêm. Hiện tại, có thể thấy được Lầu Huyết Phú đã bị thế lực của cô gái này tiêu diệt, chỉ trong một đêm, không còn sót lại chút gì. Thủ đoạn đáng sợ bực này, e là ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên cũng không cách nào so sánh được. Cô gái này thật sự rất thần bí. Tên Lâm Nhất này đúng là may mắn. Quách Húc sờ cằm, tỏ vẻ hâm mộ. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà lại bằng lòng đứng sau lưng Lâm Nhất. Ngươi cũng đừng ghen tị, tuy rằng hiện tại tu vi của Lâm huynh đệ có hơi thấp, nhưng nhìn khí phách khi hắn chém giết Thất Tú Thiên Lăng thì có thể thấy được. Người này tuyệt đối không phải một yêu nghiệt tầm thường, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngay cả cổ vực Nam Hoa cũng không giữ nổi bước chân hắn. Thật ra hai người cũng xứng đôi đấy chứ. Dương Phàm đứng bên cạnh cười khẽ, thầm thở phào một hơi. Trước đó, hắn ta còn đang lo lắng Lâm Nhất sẽ phá giải cục diện này như thế nào, xem ra là do mình quá lo lắng, ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên còn bị dọa chạy thì đám thế gia bản địa tại thành Thiên Lăng cùng Tiêu Vân Tông chẳng đáng để vào mắt. Đừng nói gây rắc rối cho Lâm Nhất, e rằng thấy hắn, đám người này còn hấp tấp tránh thật xa, sợ bị hắn truy đuổi đấy. Thất Tú Thiên Lăng đã định sẵn chỉ có thể chết vô ích. Mạc trưởng lão, chủ sự của Bắc Tuyết Sơn Trang khẽ gật đầu với văn sĩ trung niên kia, sau khi trao đổi, ông ta liền đi đến trước mặt Tô Hàm Nguyệt. Tiểu hữu đến từ Thánh Địa. Đối mặt với Tô Hàm Nguyệt, Mạc trưởng lão cung kính thi lễ. Ông ta có thể lờ mờ đoán được một chút lai lịch của nàng. Thật ra ông ta hiểu rõ, Tử Nguyệt Động Thiên không phải bị Lạc Thủy Thượng Nhân dọa đi. Dù Lạc Thủy Thượng Nhân có mạnh hơn nữa thì trong Tử Nguyệt Động Thiên cũng có lão quái vật đủ để đọ sức với ông ta, chỉ là nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn mà thôi. Nhưng lai lịch của nữ tử trước mắt thì có hơi đáng sợ. Nếu đúng như ông ta suy đoán, thế lực đứng sau lưng cô gái này là tồn tại không phải Tử Nguyệt Động Thiên có thể trêu vào được. Đế Huyền Cung. Tô Hàm Nguyệt liếc nhìn ông ta, khẽ nói. Nghe vậy, Mạc trưởng lão thoáng giật mình, trái tim bất giác đập lỗi một nhịp. Ông ta vội cúi đầu lần nữa, thấp giọng nói, nếu có thời gian rảnh, mời cô nương đến Bắc Tuyết Sơn Trang một chuyến, trong trang ta có một vài hậu bối có thể vấn đạo. Đại thế đến thì mỗi người đều có cơ hội. Không cần cố sức thúc đẩy. Tô Hàm Nguyệt không đáp ứng, chỉ khẽ nói. Đại thế đến. Tim Lâm Nhất nảy lên,
hắn liếc nhìn Tô Hàm Nguyệt, cố nhịn xuống lòng hiếu kỳ, không hỏi nhiều. Đại thế thật sự sẽ đến ư? Mạc trưởng lão chợt cảm thấy phấn khích, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn không thôi. Tô Hàm Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đa tạ cô nương đã thông báo. Mạc trưởng lão chắp tay, không nói gì nữa mà nhìn về phía Lâm Nhất, cười nói tiểu hữu, nếu như bằng lòng, cửa Bắc Tuyết Sơn trang ta vẫn luôn rộng mở cho ngươi. Lâm Nhất thoáng sững sờ, có hơi xấu hổ, khẽ gật đầu. Dù sao thì hắn đã thông qua khảo nghiệm nhưng lại không lựa chọn gia nhập Bắc Tuyết Sơn trang, ngẫm nghĩ cũng có chút lợi dụng đối phương. Tiểu tử, ngươi rất hợp tính ta, nếu ngươi bằng lòng, cửa lớn Thiên Yêu Các bất kỳ lúc nào cũng mở ra vì ngươi. Ta nhớ ra ngươi là ai rồi, có người từng nhắc đến ngươi với ta, ha 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 ha. Đại hán trung niên của Thiên Yêu Các chỉ khẽ gật đầu với Tô Hàm Nguyệt, cũng không chấp nhất giống như Mạc trưởng lão. Sau đó, ông ta liếc nhìn Lâm Nhất đầy mờ ám rồi cười lớn rời đi, khiến Lâm Nhất chẳng hiểu ra sao. Một trận giông bão đầy trời kéo tới nơi này xem như đã lặng lẽ hạ màn. Chỉ là kết quả của trận giông bão này không ai ngờ tới lại kết thúc bởi hai cái bạt tai của Khuynh Nhược U. Chuyện này sẽ chấn động Lôi Châu, không bao lâu nữa sẽ truyền khắp cổ vực Nam Hoa. Không lâu sau, nơi khoảng đất trống rộng lớn giữa lưng núi, những nhóm người đã giải tán hết. Lưu Thương và Lạc Thủy Thượng Nhân cũng rất thức thời, hai người mỉm cười rời đi, chỉ để lại Lâm Nhất và Tô Hàm Nguyệt. Sao tỷ lại đến đây? Lâm Nhất nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ta tới thăm ngươi. Tô Hàm Nguyệt dừng một lúc, trong mắt lộ ra ý cười dịu dàng, ta nhìn thấy ngươi từ rất sớm, có lẽ ngươi có thứ muốn tặng cho ta. Thứ gì? Lâm Nhất hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó bỗng ý thức được cái Tô Hàm Nguyệt nói tới là gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ sao nàng lại biết. Chẳng lẽ không phải là để tặng ta sao? Ý cười trong mắt Tô Hàm Nguyệt không giảm, thậm chí trên gương mặt hoàn hảo không tì vết ấy cũng lộ ra ý cười cực kỳ xinh đẹp. Nhưng ý cười đó thực sự có chút dọa người. Sao có thể được? May là Lâm Nhất phản ứng nhanh, gặp biến không hoảng, mỉm cười, lấy thần thạch tử diệu từ trong túi trữ vật ra, khẽ giọng nói, nhắc tới, sóng gió ở thành Thiên Lăng này đều vì vật này mà nên. Đối đầu với Khuynh Nhược U, ta không hy vọng quá nhiều. Ngày đó ta không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy có thể tỷ sẽ cần đến, thế là quyết tâm tranh đoạt một phen. Chỉ là không ngờ lại gây ra sóng gió lớn như vậy, tâm tư của mấy người đó thật đoán không thấu. Lâm Nhất lắc đầu, nếu ngày đó Khuynh Nhược U bằng lòng giao đấu với mình, dù trong tay hắn có roi tử diễm lôi hoàng, thì với tu vi lúc đó của hắn đối đầu với Khuynh Nhược U phần thắng vẫn rất mong manh. Đáng tiếc, người phụ nữ này thật sự không nói lý lẽ. Ra vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Nàng ta khinh thường không muốn ra tay với hắn, điệu bộ đó rõ ràng là muốn Lâm Nhất quỳ xuống tặng thần thạch tử diệu cho nàng ta giống như những nhân tài khác trong thành Thiên Lăng. Không những phải quỳ xuống tặng, mà còn phải cầu xin nàng ta nhận lấy. Nếu không phải nàng ta có điệu bộ như vậy, hôm nay có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục này, nói ra cũng là tự nàng ta chuốc lấy. Dưới ánh mặt trời, thần thạch tử diệu lấp lánh rực rỡ, có phong thái khác lạ, xinh đẹp bắt mắt. Ta biết, cho nên ta tạm thời tha cho ngươi. Tô Hàm Nguyệt nhận lấy thần thạch tử diệu, cẩn thận cất vào, ý cười trên mặt chuyển sang dịu dàng trở lại. Tỷ đến thăm ta là vì sắp phải đi rồi sao? Lâm Nhất tâm tư nhạy bén, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ từ đế quốc Đại Tần đến tận đây. Khả năng lớn nhất là thứ nàng muốn ở đế quốc Đại Tần đã vào tay, nàng phải đi rồi. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Lâm Nhất không khỏi buồn bã. Thực lực mà Tô Hàm Nguyệt thể hiện ra thật sự mạnh mẽ đáng sợ, thế giới mà nàng sống e rằng hắn không thể hiểu được. Nhưng ngươi sẽ đến thăm ta đúng không? Tô Hàm Nguyệt nghiêm túc nhìn Lâm Nhất, không phải nàng đang hỏi, mà nàng đang nói một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Lâm Nhất có chút không dám nhìn vào ánh mắt của nàng quá đẹp, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của Lâm Nhất vẫn không hề rời đi, trầm giọng nói, đương nhiên, nếu ta không gặp tỷ, bị người khác cướp mất thì phải làm sao? Sẽ không đâu. Tô Hàm Nguyệt cười đáp, cho dù cả đời ngươi không đến gặp ta, ta cũng sẽ không yêu người nào khác,
tình cảm của ta đã buộc chặt lên người ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải đến gặp ta, nếu không, ta sẽ chết. Ở xa xa, Lạc Thủy Thượng Nhân ăn mặc văn sĩ và Lưu Thương đứng cạnh nhau. Hai người đứng ở một ngọn núi, ánh mắt nhìn ra xa xăm, ở cuối đường nhìn chính là ngọn núi nơi có Lâm Nhất và Tô Hàm Nguyệt. Lạc Thủy Thượng Nhân cười nói, có thể được đế nữ dốc lòng vì hắn, cũng không biết là may mắn của hắn hay là bất hạnh. Hắn không sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Thương nốc rượu, đưa tay lau miệng, cười nói, hắn từng nói, cho dù Tô Hàm Nguyệt đứng trên cửu thiên, hắn cũng sẽ ôm nàng xuống. Lạc Thủy Thượng Nhân nghe vậy không tin nổi, thản nhiên nói, kẻ không biết không sợ, hắn đuổi kịp được sao? Đế nữ kế thừa trọng trách như thế nào, hắn không thể tưởng tượng được. Nói xong, Lạc Thủy Thượng Nhân lắc đầu, quay người rời đi. Gương mặt bất cần đời của Lưu Thương hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, nói, Lâm Nhất, đại thế sắp đến, người phải chứng minh cho người trong thiên hạ thấy mới được. Tô Hàm Nguyệt ở trên núi Lạc Thủy 3 ngày. Lâm Nhất du ngoạn sơn thủy cùng nàng, ngắm cảnh đẹp khắp dãy núi Thiên Lăng. Trong lúc đó, hai người đều vô cùng ăn ý, không đề cập đến cái gọi là đại thế sắp đến rốt cuộc có ý nghĩa gì. 3 ngày sau, khi Lâm Nhất tỉnh dậy, Tô Hàm Nguyệt đã rời đi. Ánh mặt trời loang lổ chiếu qua lá cây xuống mặt Lâm Nhất, gương mặt thanh tú đẹp đẽ ấy hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn dựa vào cổ thụ chọc trời, đêm qua Tô Hàm Nguyệt chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, trong lòng vẫn còn hơi ấm vấn vương. Có lẽ nàng vẫn chưa đi xa, đứng dậy đuổi theo có lẽ sẽ gặp được nàng lần cuối. Nhưng cuối cùng Lâm Nhất vẫn không đứng dậy, 3 ngày này những lời muốn nói đều đã nói hết, cho dù gặp nhau lần cuối, e rằng cũng không thay đổi được gì. Chỉ là lần từ biệt này thực sự không biết khi nào mới có thể gặp lại. Soạt, soạt, trong rừng có tiếng bước chân vang lên, Lâm Nhất nhíu mày, người đến có lẽ không phải là Hàm Nguyệt. Xưa nay tính cách của Hàm Nguyệt rất quả quyết, nếu đã phải đi thì tuyệt đối sẽ không chần chừ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Lưu Thương với cái đầu chọc lóc, cầm bình rượu xuất hiện giữa rừng cây. Trên mặt Lâm Nhất lập tức lộ ra ý cười, tên hòa thượng này, đêm qua không ở đâu gần đây nhìn trộm đấy chứ. Xì. Lưu Thương lập tức mắng, tên nhóc người bớt đùa giỡn ta, hòa thượng ta là người đã chính thức xuất gia, có lòng cũng không có gan đó, bị Tô Hàm Nguyệt phát hiện, không đánh chết ta mới lạ. Nói, lần trước ở Hoàng Cung Đại Tần, có phải ngươi cố ý để lại câu nói đó không? Lưu Thương xem như đã hiểu tên nhóc này trông có vẻ mặt mày thanh tú, nhưng lòng dạ cũng rất thâm sâu. Lần trước ở Hoàng Cung Đại Tần, nhìn như hắn rất tùy ý nói hắn từng ngủ với phụ nữ, thực ra chỉ là cố ý nói cho mình nghe. Nhất định là cố ý, vì đố kỵ hắn ta và Tô Hàm Nguyệt thân thiết với nhau. Ác độc! Lúc đó hắn ta như bị sét đánh, buồn bực suýt chút nữa nôn ra máu. Hoàn toàn không có chuyện đó, đúng không? Lưu Thương lại nốc rượu, hung hăng nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất cười híp mắt nói, không có, thật sự không phải cố ý, ta từng ngủ thật. Phụt! Lưu Thương phun rượu ra, ho khụ khụ mấy tiếng mới mắng chửi, tên khốn, còn nói là không phải cố ý, ta còn sợ ngươi buồn, đến đây mời ngươi uống rượu. Ha ha ha, đi, uống rượu với ta. Lâm Nhất đứng dậy cười lớn, khẽ vỗ vào túi chữ vật, một vò hầu nhi tử xuất hiện. Lưu Thương lập tức sáng mắt, vội vàng nói, đi chậm một chút. Tên nhóc ngươi, rốt cuộc giấu bao nhiêu hầu nhi tử, thế mà vẫn còn. Núi Lạc Thủy, nơi mây mù lượn lờ đỉnh núi, có bộ quan vân đứng lặng im. Trong đình, Lâm Nhất và Lưu Thương ngồi đối diện nhau, trên bàn đặt một vò hầu nhi tử, hai người uống bát rượu lớn, tùy ý trò chuyện. Lưu Thương, ngươi và Hàm Nguyệt rốt cuộc có quan hệ gì? Có chút nghi vấn vướng mắc trong lòng, Lâm Nhất nói cho cùng vẫn rất hiếu kỳ, có vẻ hắn ta biết rất nhiều chuyện của Tô Hàm Nguyệt. Trong đế quốc Đại Tần, hắn ta và môn phái của mình cũng lúc gần lúc xa, thậm chí còn giao cả quyền pháp như Long Hổ quyền cho mình, hoàn toàn không hề kiêng dè mấy cấm kỵ của môn phái. Nhiều lúc hắn ta đều mang bộ dạng bất cần đời, dường như không quan tâm chuyện gì cả. Thậm chí trong Long Môn tranh tài lần này, hắn ta còn lựa chọn bỏ cuộc, không xem trọng quần Long Thịnh Yến,
nói cách khác là không có hứng thú. Thân phận của hắn ta rất bí ẩn, giữa hắn ta và Tô Hàm Nguyệt có lẽ có chuyện gì đó. Nếu không, với tính cách của Tô Hàm Nguyệt cũng sẽ không để hắn ta ở bên cạnh, người ngoài không dễ gì tiếp cận nàng. Lưu Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười cực kỳ chua xót. Hắn ta cầm bát rượu lên uống một ngụm, hồi lâu sau mới thở dài, phải bắt đầu kể từ đâu đây? Tô Hàm Nguyệt tuy sinh ra ở đế quốc Đại Tần, nhưng tu vi lại tu luyện từ đế huyền cung. Đế huyền cung không nằm ở cổ vực Nam Hoa, cũng không ở huyền hoàng, nó ở thế giới mà ta đến. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ lạ, trong lòng hơi nổi sóng, nhưng lại không quá kinh ngạc. Hắn đã sớm biết lai lịch của đế huyền cung vô cùng đáng kinh ngạc, thậm chí không thuộc về thế giới này. Chỉ là không ngờ Lưu Thương cũng không phải người ở thế giới này, thảo nào hắn ta không quá để tâm đến đa số chuyện. Khi nàng xuất hiện ở thế giới của ta đã dẫn đến náo động rất lớn, ta chỉ là một trong số nghìn vạn người ái mộ nàng. Nhưng ta khá may mắn, hai người bọn ta trải qua một thời gian rèn luyện, xem như quen biết nhau, bây giờ nghĩ lại cũng không xem là may mắn. Lưu Thương bất đắc dĩ cười, trong nụ cười có chút buồn bã, lắc đầu nói, nếu không có trải nghiệm đó, ta cũng sẽ không xuất gia. Ta không xuất gia ở Huyền Thiên Tông ở Đại Tần, trước khi đến Đại Tần, ta đã xuất gia rồi. Nhớ lúc ta xuất gia, tổ gia gia tính tình nóng nảy của ta suýt chút nữa đã dỡ cả thánh đàn bất hủ của Phật Miếu vạn năm đi. Nhưng xưa nay ta luôn như vậy, chuyện đã quyết sẽ không quay đầu, ta xem như là người cởi mở thoải mái, lựa chọn buông bỏ. Nhưng ở thế giới đó không phải ai cũng buông được như ta, sau này nếu ngươi gặp Tô Hàm Nguyệt thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hắn ta nháy mắt với Lâm Nhất, có ý đợi xem kịch hay. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, những gì Lưu Thương nói có lẽ là chuyện trước khi Tô Hàm Nguyệt vào Thanh Vân Môn. Hắn ta và Tô Hàm Nguyệt có thể xem là người quen cũ, từng theo đuổi nhưng hiển nhiên là bị từ chối một cách vô tình. Sau đó, hắn ta lựa chọn buông bỏ. Sự buông bỏ này không chỉ là Tô Hàm Nguyệt, mà ngay cả Hồng Trần Nhân Thế đều buông xuống. Thế giới đó rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hai mắt Lâm Nhất nghiêm nghị, trầm giọng hỏi. Đó là một thế giới rất đặc sắc, có nhiều thánh tử hành tẩu trên thế gian, vấn đạo thiên hạ. Có thánh nữ phong hoa tuyệt đại, không thua kém gì Tô Hàm Nguyệt. Cũng có yêu nữ mê hoặc chúng sinh, có ma đạo cường đạo tung hoành thế gian. Thiên kiêu yêu nghiệt như cá giết qua sông, đếm không hết. Có yêu ma thành đế, có thánh nhân truy tiên, có chân long hiển thánh, có bảo địa phủ bụi không ngừng chui lên từ dưới đất, cũng có tà ma vượt qua biển sao đến làm loạn, đó là một đại thế giới rộng lớn, nhiệt huyết và hào hùng sao động, nhân tài kiệt xuất trên thế gian không mong cầu trường sinh, chỉ theo đuổi giấc mộng, dù chết cũng không hối hận. Trên gương mặt tuấn tú bất cần đời của Lưu Thương hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy. Lúc này, giữa mi mày hắn ta hiện ra phong mang, như có thần thái bay lên, ánh sao lan tỏa, phong thái vô biên, khiến cho mây mù, dáng hồng ban mai bất tận trên đỉnh núi này cũng trở nên ảm đạm. Lâm Nhất hơi ngẩn ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, phong thái của Lưu Thương lại không hề thua kém Tô Hàm Nguyệt. Ánh ban mai chiếu lên người hắn ta, chiếc áo hòa thượng màu trắng thuần khiết không tì vết. Mơ hồ có thể thấy ở sau lưng hắn ta có một vòng Phật quang, trong Phật quang ẩn giấu một bức tranh, thoát ẩn thoát hiện. Đó là một bức tranh cực kỳ dày nặng, rất khó tưởng tượng một khi nó mở ra sẽ tuyệt vời đến mức nào. Thỉnh thoảng có thể trông thấy Phật quang cô đọng thành cơn mưa ánh sáng, rơi xuống cuộn tranh phủ đầy bụi kia. Lâm Nhất nhíu mày, hắn nhớ tới thời điểm ở Mật Cảnh Kiếm Tông, khi đó, phía sau hài cốt của Tinh Quân cũng có một cuộn tranh như vậy. Nhưng cuộn tranh đó đã mở ra. Còn cuộn tranh bị giấu trong vô tận Phật quang của Lưu Thương thì vẫn còn phủ đầy bụi, dường như chưa được vẽ xong. Tim Lâm Nhất đập mạnh, không chỉ rung động vì phong thái của Lưu Thương lúc này, mà hơn thế nữa chính là vì thế giới mà hắn ta nhắc đến. Nhân tài kiệt xuất trên thế gian không cầu trường sinh, chỉ mong có thể theo đuổi giấc mộng của mình, có chết cũng không hối tiếc. Đó là một thế giới hào tình vạn trượng. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, từ tận đáy lòng sinh ra khao khát vô tận. Ý nghĩa của trường sinh chính là bất tử, chỉ cần bất tử thì có thể thỏa mãn mọi dục vọng, bản thân trường sinh đã là dục vọng tối cao, nhưng người ở thế giới kia lại không cầu trường sinh,
chỉ vì giấc mộng của mình mà nguyện dốc hết nhiệt huyết và hào hùng cả một đời người. Rốt cuộc đó là một thế giới như thế nào? Ngươi nhìn thấy gì phía sau ta? Lâm Nhất đang trong cơn mê liền khôi phục bình tĩnh, trầm ngâm nói, ta nhìn thấy Phật quang vô tận, bên trong Phật quang có một cuộn tranh, dường như nó còn chưa được vẽ xong cho nên không cách nào mở ra được. Còn một câu mà Lâm Nhất chưa nói, một khi mở ra, cuộn tranh này sẽ khiến thế gian kinh diễm, đến nỗi Phật quang vô tận kia cũng chẳng sánh bằng. Lòng mỗi người đều có một cuộn tranh, thật ra cuộn tranh của ta đã sớm vẽ xong, có điều không cách nào mở ra được. Trước khi xuất ra, ta tên là Lưu Thương. Lưu Thương là một thanh kiếm, nguyệt quang như xương, lưu thủy kham thương. Ta giết người còn nhiều hơn bất kỳ tà tu nào mà ngươi từng gặp. Ta giết người tốt, cũng giết người xấu, có một ngày, thanh kiếm này gãy mất, Lưu Thương cũng chết theo. Đến cuối cùng, cuộn tranh này vẫn không thể nào mở ra. Nhắc lại chuyện cũ, Lưu Thương cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn ta cười nói, có một ngày, ngươi cũng sẽ vẽ tranh, sẽ bước chân vào thế giới kia, đại thế đến, mỗi người đều có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh. Đại thế đến. Lại là câu nói này, trước đó, Tô Hàm Nguyệt cũng từng nói với trưởng lão của Bắc Tuyết Sơn Trang như vậy. Vị trưởng lão kia liền lộ vẻ hưng phấn, kích động đến mức không cách nào che giấu được. Rốt cuộc là dạng đại thế gì có thể khiến người ta phấn khích đến thế? Dù gì thì vị trưởng lão kia cũng là một kiếm khách có thực lực cực kỳ khủng bố. Thông thường thì tâm cảnh của kiếm khách rất ít khi dao động. Đúng, một đại thế quét ngang thiên hạ, yêu nghiệt khắp thế gian không một ai tránh được. Kỳ ngộ vô tận, hễ là nhân tài kiệt xuất trên thế gian thì đều có được cơ hội tranh đoạt thiên mệnh. Cho nên lần quần long thịnh yến này rất quan trọng. Ít nhất ngươi phải tiến vào bảng 10, nếu bỏ lỡ kỳ ngộ lần này, e là khó gặp lại Tô Hàm Nguyệt. Lưu Thương lộ vẻ thận trọng, cũng không đề cập quá nhiều việc liên quan đến đại thế. Trong tình huống Lâm Nhất liên tục truy hỏi, lại đồng ý tặng hắn 10 vỏ hầu nhi tử, người này mới miễn cưỡng nói thêm 4 chữ. Đại thế đến, ngõ trời sắp mở. Dừng lại, ngươi đừng hỏi nữa, cái gì nói được tự nhiên ta sẽ nói. Ngươi nhìn đi, Tô Hàm Nguyệt không hề nói gì hết đấy, thật ra nói nhiều thì cũng vô ích, có thực lực tự khắc sẽ hiểu ra. Huống chi ta có nói nhiều hơn nữa mà ngươi không lọt được vào bảng 10 của quần long thịnh yến thì có liên quan gì đến ngươi đâu chứ? Lưu Thương há miệng cười, trên mặt hắn ta lại là vẻ bất cần đời như trước, hắn ta sờ cái đầu chọc của mình rồi cười nói không chừng khi đó hòa thượng ta có thể cân nhắc việc hoàn tục rồi, hề hề. Nói xong rồi cười một tràng bỉ ổi, nháy mắt ra hiệu, ý bảo chắc là ngươi hiểu. Cút! Lâm Nhất cười mắng một tiếng, hắn biết tên này chỉ nói cho vui miệng thôi, không có chuyện dễ dàng hoàn tục như vậy. Chấp niệm trong lòng hắn ta không tiêu tan, ngay cả cuộn tranh còn không mở ra được, nói cho cùng, chính là dùng một bức tranh vây khốn bản thân. Lâm Nhất suy đoán, có lẽ chấp niệm kia không chỉ riêng Tô Hàm Nguyệt, mà e là trước khi xuất ra. Hắn ta đã gây ra tội nghiệt rất lớn. Lưu Thương và Lưu Thương, khác một chữ, nhưng ý nghĩa lại cách biệt một trời. Thương là giết chóc, là tai họa, là đau khổ, chữ này rất ít khi dùng đến, một khi dùng thì đó chính là chuyện cực kỳ khủng bố. Ví dụ như quốc thương. Thương lại không giống, chỉ mang ý nghĩa là đồ nhắm, âm tương đồng, nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, mang theo thái độ trái ngược. Lưu Thương thu lại nụ cười, khẽ nói, tuy nhiên, ta cũng nghiêm túc nói với ngươi một điều, thế giới kia có rất nhiều cao thủ, ta chỉ là một trong những người hâm mộ Tô Hàm Nguyệt. Nếu ngươi không có đủ thực lực thì thật sự rất là thê thảm đấy, Tô Hàm Nguyệt không thể cứu ngươi hoài được. Huống chi, nàng cũng rất thảm, trên lưng nàng còn phải gánh vác. Nói đến đây, đột nhiên, Lưu Thương nhận ra mình đã lỡ lời, liền nín thinh. Tuy nhiên, khi nhìn Lâm Nhất, hắn ta lại phát hiện biểu cảm của đối phương dường như không có gì là bất ngờ. Ngươi không cần nói thì ta cũng đoán được, con đường nàng đi chắc chắn rất gian nan. Lâm Nhất hớp một ngụm rượu, trong mắt hắn lộ vẻ kiên nghị trước nay chưa từng có, trầm giọng nói, nhưng rồi sẽ có một ngày, kiếm trong tay ta đuổi kịp nàng, kẻ mạnh có nhiều hơn nữa cũng đừng mong có thể chạm đến nàng. Tất cả những vì nàng phải gánh vác, ta và kiếm của ta sẽ chống đỡ thay nàng. Đây là lời thề ư. Lưu Thương thoáng sững sờ,
hắn ta dường như đã hiểu ra vì sao Tô Hàm Nguyệt lại xem trọng đối phương. Có điều kẻ mạnh ở thế giới kia thật sự rất lợi hại, không phải đám phế vật như Thất Tú Thiên Lăng có thể so sánh được. Tuy nhiên, hắn ta tin tưởng Lâm Nhất, ngay cả chính hắn ta cũng cảm thấy bất ngờ vì điều này. Với lòng hướng kiếm, thiếu niên này chắc chắn sẽ mở ra một vùng trời riêng cho mình ở thế giới kia. Cả đời này, cuộn tranh của hắn ta đã chú định không cách nào mở ra lần nữa, cũng không cách nào bảo vệ cô gái kia, nhưng có thiếu niên này, hẳn là đủ. Uống rượu. Mãi một lúc lâu sau, Lưu Thương há miệng cười to, rồi giơ chén lên, cụng mạnh vào chén của Lâm Nhất. Đỉnh núi Lạc Thủy, trên bục Quan Vân. Hai người uống liên tục, uống đến khi ánh mặt trời biến mất, uống đến khi hoàng hôn buông xuống, mây mù khắp núi đều được nhuộm thêm màu đỏ rực của ánh chiều tà, như sắc hồng trên đôi má thẹn thùng của thiếu nữ, sắc hồng kia cuồn cuộn không ngớt, dường như cũng chếch choáng say theo hai người. Đến khi Lâm Nhất tỉnh lại, trên bục Quan Vân chỉ còn lại mình hắn. Lưu Thương cùng đi rồi, không biết đến bao giờ mới được gặp lại. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lâm Nhất đi tìm Lạc Thủy Thượng Nhân, mong muốn được đối phương chỉ dạy một việc. Hiện tại, trạng thái của Ngựa Huyết Long không cách nào kết luận được sống chết, mặc dù đã giết sạch Thất Tú Thiên Lăng, nhưng tâm tình Lâm Nhất vẫn không được yên ổn. Lạc Thủy Thượng Nhân không quá chào đón Lâm Nhất, nhưng ông ta cũng khá rộng rãi, hết lòng giúp đỡ việc Lâm Nhất nhờ vả. Sau khi tìm đọc rất nhiều sách cổ, ông ta có thể xác định Ngựa Huyết Long chưa chết, mà đang ở vào một trạng thái khá là huyền diệu. Phụ âm bão dương. Lâm Nhất lẩm bẩm lời mà Lạc Thủy Thượng Nhân vừa nói, theo ông ta, đáng lẽ Ngựa Huyết Long đã chết rồi, nhưng trước khi chết, huyết mạch của nó biến hóa, huyết mạch long tộc trong cơ thể đạt đến điểm cực hạn, từ đó xuất hiện dấu hiệu tương đương với phản tổ. Cái gọi là phụ âm bão dương có thể hiểu như một quá trình hóa kén thành bướm, không biết đến khi nào mới thức tỉnh. Huyết mạch của nó có chỗ dị hóa, muốn hoàn toàn phản tổ là điều bất khả thi. Trái lại, ta có hơi tò mò, không biết nó phá kén mà ra sẽ là dáng vẻ như thế nào, hay là ngươi thả nó ở chỗ ta đi. Lạc Thủy Thượng Nhân nhìn Lâm Nhất và nói, ông ta cũng rất tò mò, bởi lẽ trạng thái phụ âm bão dương rất hiếm thấy. Lâm Nhất sững sờ, rồi nhã nhặn từ chối đối phương. Lạc Thủy Thượng Nhân mỉm cười, dặn dò, vậy thì ngươi mau đi đi, sơn mạch Thiên Lăng sẽ có biến hóa khác thường, xem như một kỳ ngộ, nếu ngươi bỏ lỡ, e rằng sẽ chịu thiệt rất lớn trong quần long thịnh yến. Lâm Nhất cáo từ rời đi, nhưng trong lòng thầm cười khổ, lại có lý do tiễn khách vụng về đến vậy, không biết bọn họ không chào đón hắn đến mức nào nữa. Sơn mạch Thiên Lăng sẽ phát sinh biến hóa khác thường à? Vùng núi này vốn là sơn môn năm xưa của Kiếm Tông, lúc nào mà không xảy ra biến hóa, không biến mới là chuyện lạ đấy. Nhân tài kiệt xuất khắp thế gian không cầu trường sinh, chỉ để theo đuổi giấc mơ, chết không hối tiếc. Sau khi từ biệt Lạc Thủy Thượng Nhân, Lâm Nhất không rời thành, mà nhàn nhã đi dạo, trong lúc đi, hắn cứ nhớ mãi câu nói của công tử Lưu Thương về thế giới to lớn kia. Đặc biệt là câu cuối cùng, nó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn, thậm chí bên tai còn nghe văng vẳng lời của Lưu Thương. Thật sự khó mà quên được, khi đề cập đến thế giới kia, công tử Lưu Thương rất nghiêm túc và trang trọng, còn có dáng vẻ lúc bay lên của hắn ta, khoảnh khắc đó, phong thái đối phương đã khiến Lâm Nhất thật sự rung động. So với Lưu Thương, so với thế giới mà hắn ta nói đến, Thất Tú Thiên Lăng chẳng là gì cả. Bán bộ thiên phách như Khuynh Nhược U cũng chẳng là gì. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ở thế giới kia, khí phách cùng hoài bão to lớn khiến cho người ta có cảm giác hào hùng vạn trượng, không cầu trường sinh, chỉ để theo đuổi giấc mơ. Nếu như là ta, kiếm đạo của ta, một lòng hướng kiếm của ta, theo đuổi điều gì? Hắn có dục vọng đuổi theo Tô Hàm Nguyệt, hắn có chấp niệm bảo vệ đối phương, hắn có hoài bão tranh tài cùng nhân tài kiệt xuất khắp thiên hạ, hắn cũng có tham vọng danh tiếng táng hoa nổi khắp thiên hạ, nhưng dường như tất cả cũng không sánh bằng tám chữ này. Thoáng chốc, Lâm Nhất rơi vào trạng thái điên rồ, hắn cứ đờ đẫn tiến về phía trước. Khi hắn đi đến đường lớn trong thành, có rất nhiều người nhận ra hắn, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, trong mắt vụt qua vô số tia sáng. Hiện tại, ở thành Thiên Lăng, tên tuổi của công tử táng hoa hệt như sấm bên tai,
có ai không biết hắn đã một người một kiếm chém giết Thất Tú Thiên Lăng chẳng khác nào chém dưa cải, không tha bất kỳ kẻ nào. Đến hồi cuối của trận phong ba kia, càng thêm tràn ngập truyền kỳ, một nữ tử có vẻ ngoài khó ai tưởng tượng nổi trực tiếp đánh Khuynh Nhược U thành đầu heo, chỉ vài ba câu đã dọa đám trưởng lão Tử Nguyệt Động Thiên không dám làm bậy, mà chỉ có thể lủi thủi bỏ trốn. Sự rung động kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí không ai dám bàn tán, bởi lẽ trong lãnh thổ Lôi Châu, có ai dám đắc tội Tử Nguyệt Động Thiên chứ? Nói ra chẳng khác nào muốn chết. Có người lấy hết can đảm định tiến lên chào hỏi Lâm Nhất, nhưng hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hoàn toàn không phát giác, khiến người nọ cảm thấy xấu hổ không thôi. Dần dần, cũng có người nhìn ra sơ hở, sát ý bùng lên trong mắt bọn họ, nhưng bọn họ lại không dám nghĩ nhiều. Đây chính là tồn tại mà ngay cả Tử Nguyệt Động Thiên cũng không dám giết, thử hỏi ai dám động đến hắn. Trong mắt mọi người, Lâm Nhất cứ si ngốc rời khỏi thành Thiên Lăng, một mực đi về phương xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Nhưng Lâm Nhất đang đắm chìm trong thế giới của mình, hắn quên đi tất cả, tâm trạng sung sướng trước nay chưa từng có. Hắn suy nghĩ về kiếm đạo của mình, rồi hắn lại nghĩ đến kinh nghiệm võ đạo, và hằng hà sa số thứ khác. Càng nghĩ, khí chất trên người hắn càng thêm linh động, thế nhưng hắn vẫn hồn nhiên không hề hay biết. Thậm chí, hắn đã rời khỏi phạm vi lãnh thổ thành Thiên Lăng, tùy tiện bước vào một ngọn núi cao mà không hề hay biết. Bỗng một ngày nọ Lâm Nhất đột nhiên tỉnh lại, trong mắt hắn bộc phát ra tinh quang sáng ngời như đuốc, ánh mắt ấy rạng rỡ lấp lánh, đôi mắt đen như mực khiến người ta cảm thấy sáng rỡ một cách lạ thường. Dường như có thể chiếu sáng mọi thứ trong bóng tối trên thế gian, tựa như thanh kiếm trong tay hắn, có thể cắt xuyên qua tất cả mọi thứ. Không cầu trường sinh, chỉ để theo đuổi giấc mơ. Vậy thì kiếm trong tay ta chỉ hỏi chuyện hiện tại, không cầu mong kiếp sau, đâm xuyên qua lăng tiêu, đạp vỡ tận cửu thiên. Đây là lòng hào hùng thậm chí còn hơi vô căn cứ, trong mắt người khác là chuyện cười lớn, nhưng trong lòng Lâm Nhất thì lại tràn đầy niềm vui sướng. Trước nay hắn luôn một lòng hướng kiếm, hiện tại đã có được hồn phách và sinh mệnh thật sự. Đây là nơi nào? Lâm Nhất như bừng tỉnh sau cơn mơ, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một khung cảnh xa lạ. Đây là một ngọn núi, nhưng linh khí không dồi dào lắm, mỏng manh hơn sơn mạch Thiên Lăng không chỉ một nửa. Nhưng đứng ở đây, tâm trạng Lâm Nhất lại thoải mái và bình yên chưa từng có một loại cảm giác nhẹ nhõm tất cả đều đã thành không, tựa như vứt bỏ đi được rất nhiều gánh nặng, giống một người khách tha hương. Lưu Thương nói đúng lắm, đúng là nói nhiều không tốt cho mình, nếu đầu óc mình không đủ thông minh, lúc nào cũng nghĩ đến đại thế bên đó, ngược lại sẽ rơi vào ma cảnh. Lầm lỡ việc tu hành. May mà mình đã nghĩ thông suốt, bây giờ tất cả đều đã thành không, cảm giác này thật tuyệt vời. Lâm Nhất cứ như vậy ngồi trong đống đá vụn với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Chỉ còn 3 tháng nữa là tới Quần Long Thịnh Yến, mình phải bế quan tu luyện một lần tử tế, thu hoạch trong trận chiến ở núi Lạc Thủy thành Thiên Lăng còn chưa được tiêu hóa hết hoàn toàn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, trận chiến đó khiến hắn xuất ra được ác khí. Càng làm cho hắn hiểu sâu sắc hơn thế nào là khí. Kiếm khách là phải tu luyện được luồng khí này, kìm nén trong lòng có thể chịu khổ, có thể chịu mệt, nhưng không thể chịu nhục. Hắn chiến đấu với Thất Tú Thiên Lăng không chỉ để trau dồi kinh nghiệm chiến đấu, mà còn để nuôi khí của mình, chiến đấu để. Luồng khí này tuy vô hình nhưng luôn tồn tại bền vững, kiếm ý tiên thiên của hắn đã lâu không thăng cấp, có lẽ liên quan có đến chuyện này. Rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lâm Nhất, từ khí nghĩ đến kiếm ý, rồi lại nghĩ đến những gì đã học được. Thương Long Cửu Biến là thần quyết luyện thể, Lâm Nhất đã tu luyện đến tầng 4 đỉnh phong, cơ thể mạnh mẽ như dã thú. Cơ thể đáng sợ như vậy còn có khí huyết dồi dào như biển cả mới là vốn liếng lớn nhất hỗ trợ hắn liên tiếp giết được cả 7 người. Bằng không, kiếm pháp của hắn có lợi hại đến đâu cũng không thể liên tiếp đại chiến nhiều lần như vậy được. Còn Tử Diên Kiếm Quyết là công pháp truyền kỳ từ thời thượng cổ thịnh thế Hoàng Kim, không hề thua kém Thương Long Cửu Biến, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ hắn đã tu luyện tới cảnh giới tầng 11, chân nguyên ngưng tụ ra có chứa đựng Tử Diên Kiếm Kình đáng sợ, khiến chất lượng chân nguyên của hắn cao đến đáng kinh ngạc, đừng nói là cảnh giới âm dương đại thành, cho dù cảnh giới âm dương viên mãn đỉnh phong thì chất lượng chân nguyên cũng chưa chắc đã so sánh được với hắn.
nhưng tất cả những điều này vẫn là chưa đủ. So với sự tồn tại của trình độ như Khuynh Nhược U thì ít nhiều vẫn có một số khoảng cách, cơ hội chiến thắng nhiều nhất của hắn là 4 phần. Nghĩ nhiều cũng vô ích, mình phải tiêu hóa thu hoạch lần này trước đã. Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, Lâm Nhất lấy ra vài viên linh ngọc tứ phẩm, nắm trong lòng bàn tay rồi từ từ nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi, trong ngọn núi cằn cỗi này, nháy mắt đã qua 3 ngày. Khi Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng sắc bén, phong mang bắn ra không chút kiêng dè. Quả nhiên trong đại chiến có thể tiến bộ thần tốc, chút ra được luồng khí này trong thành Thiên Lăng, tu vi của mình đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong rồi. Chỉ trong 3 ngày, Lâm Nhất đã hoàn toàn ổn định tu vi, nhưng hắn vẫn còn cách cảnh giới âm dương đại thành một khoảng cách khá xa. Dẫu sao hắn cũng chỉ mới thăng lên cảnh giới âm dương chưa đến một tháng, tốc độ phát triển này đã có thể coi là thần tốc rồi. Tạm thời không thể tăng tu vi thêm được nữa, nhưng Tử Diên kiếm quyết thì có thể tu luyện tiếp, tu luyện liền một mạch đến tầng 11 đỉnh phong luôn nào. Trong tay Lâm Nhất có hàng vạn viên linh ngọc tứ phẩm, tài nguyên nhiều đến mức có thể lấp đầy cả một tông môn. Tử Diên kiếm quyết mới thăng cấp lên tầng 11, có tài nguyên này hoàn toàn có thể đột phá đến tầng cao hơn, thậm chí còn có thể vọt tới tầng 12. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ kiên quyết, hắn lấy từng đống linh ngọc ra đặt xung quanh người mình. Cứ thế bận rộn hồi lâu, xung quanh hắn đã được đặt gần 2 vạn viên linh ngọc tứ phẩm, linh khí nồng đậm khiến cho ngọn núi cằn cỗi này tựa như sinh ra linh mạch. Chắc là đủ rồi đấy. Lâm Nhất thì thầm nói nhỏ, rồi lại ngồi xuống. Khi kiếm quyết xoay chuyển, một đóa hoa Tử Diên màu bạc nở ra trên mặt đất, phóng ra ánh sáng chói lọi, không ngừng luyện hóa linh khí nồng đậm trong linh ngọc tứ phẩm. Tử Diên kiếm quyết không ngừng chạy theo kinh mạch, linh khí dồi dào trong vùng tử phủ không chạy cả một vòng lớn, nhưng cũng có một số tạp chất bị đẩy ra ngoài. Chân nguyên của hắn liên tục ngưng tụ, nhưng dưới sự nuôi dưỡng dồi dào của linh khí trong tứ phương, Tử Diên kiếm kình đang chảy trong kinh mạch lại càng lúc càng thô chắc, không hề vì ngưng tụ quá độ mà bị bào mòn, đây hoàn toàn là thứ có được dựa vào linh ngọc con số thiên văn. Trong quá trình tu luyện này, linh ngọc tứ phẩm chất đống xung quanh hắn dần dần mất đi ánh sáng. Tử Diên kiếm quyết của hắn từ từ nâng cấp, không ngừng tiến gần đến tầng thứ 11 đỉnh phong trong tình cảnh khô khan này. Lại 10 ngày nữa trôi qua. Trong núi hoang cằn cỗi, một thanh niên áo xanh bình thường đang đi trên đường núi, hắn ta đeo một cái bọc trên lưng, trong bọc chứa không ít vật liệu yêu thú. Từ đó có thể nhìn ra xuất thân của thanh niên này không cao quý, không gian túi trữ vật cũng cực kỳ nhỏ. Nhỏ đến mức hắn ta phải dùng bọc để đựng vật liệu yêu thú, trên thực tế tu vi của hắn ta cũng chỉ mới huyền võ tầng 3. Võ giả tu hành phải ra ngoài rèn luyện mới được, lần này mình ra ngoài thu hoạch không nhỏ, sau khi về nộp những tài liệu này lên thì chắc sẽ đổi được mấy viên đan dược tam phẩm, đủ để mình đột phá huyền võ tầng 4. Sau khi kiểm kê những gì mình tìm được, trong mắt thanh niên áo xanh lộ ra vẻ phấn khích. Hắn ta tên là La Hàn, đệ tử nội môn của một tông môn nào đó gần đây, trong môn cũng được coi là có thiên phú. Mới 20 tuổi đã đột phá huyền võ tầng 3, nếu cố gắng thêm nữa sẽ có hy vọng trở thành đệ tử nòng cốt. Lạ thật, tại sao linh khí ở phía trước lại nồng đậm một cách đáng sợ như thế? La Hàn dừng việc trong tay, đeo bọc lên người, ở cuối tầm mắt hắn ta thỉnh thoảng có tia sáng sắc bén xẹt qua, linh khí dồi dào thổi từ xa đến trước mặt hắn ta vẫn vô cùng đáng sợ. Có lẽ linh khí ở ngọn núi chính của tông môn nhà hắn ta cũng không thể so sánh, thậm chí còn thua kém rất nhiều. Choang! Đúng lúc này, hắn ta lại nghe thấy một tiếng vang thánh thót như thần âm, trong lòng hắn ta lập tức chấn động, tiếng vang đó nghe rất giống với tiếng phượng hót trong truyền thuyết. Sau đó có một ngọn lửa hừng hực phóng thẳng lên như mặt trời mới mọc, cuối cùng biến mất ở chân trời. Trong ngọn lửa vô tận có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng một con chim thần bay về phía bầu trời xa xăm. Ta đã nhìn thấy gì vậy? Tim La Hàn đập thình thịch, hắn ta nghĩ mình đã gặp được kỳ ngộ, ở đó vừa có một con chim thần bay qua. Đi xem sao? La Hàn hoàn toàn không thể kiểm soát được sự kích động trong lòng mình. Lấy hết can đảm chạy như điên về phía cuối tầm mắt.
Nửa canh giờ sau, hắn ta càng lúc càng đến gần khu vực kia, linh khí nồng đậm còn sót lại khiến lỗ chân lông trên người hắn ta tự động giãn ra, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng khi hắn ta bước vào khu vực kia lại sợ đến mức không dám tiến thêm một bước. Hắn ta nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này hắn ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Đập vào mắt là một đống linh ngọc tứ phẩm chất thành núi. Trong đống linh ngọc tứ phẩm kia có một người áo xanh đeo hộp đựng kiếm đang đứng quay lưng về phía hắn ta. Khi người áo xanh xoay người lại, một khí thế mạnh mẽ bùng nổ, đống linh ngọc bỏ hoang chất thành núi lập tức biến thành tro bụi. Ánh mắt người nọ sắc bén như bảo kiếm, lóe ra tia sáng lạnh lẽo xuyên qua hư không, bắn thẳng về phía hắn ta. Trong lúc nhất thời, La Hàn vô cùng sợ hãi, ngay cả nói cũng khó khăn. Tiền, bối. Khi thấy hắn ta sắp quỳ xuống, Lâm Nhất thu lại khí thế của mình, chỉ là trong mắt có chút khó hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm, ở ngọn núi hoang vu thế này mà cũng có võ giả đến rèn luyện ư. Ngọn núi này hoang vắng đến đáng sợ, linh khí mỏng manh hoàn toàn không thể lọt vào mắt xanh của Lâm Nhất. Nếu không nhờ vậy thì hắn đã không thảnh thơi ở đây bế quan mà không sợ người khác làm phiền. Điều kiêng kỵ nhất khi bế quan là bị làm phiền, nhẹ thì bị thương, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Nhất nhìn La Hàn từ trên xuống dưới một lượt. Mặc dù khí thế của hắn đã tiêu tan, nhưng sự sắc bén trong mắt lại càng thêm sắc bén. Chỉ cần La Hàn có gì đó bất thường, hắn ta sẽ lập tức bị chém thành hai nửa, không còn hài cốt. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới chợt hiểu, không nhịn được bật cười. Ngọn núi này quả thật là núi hoang đối với hắn, nhưng đối với đệ tử cảnh giới huyền võ lại là nơi thích hợp để rèn luyện. Lúc trước hắn ở Sơn Mạch Thiên Lăng hay sườn núi Lạc Long chỉ tiếp xúc với những người có đẳng cấp như Thất Tú Thiên Lăng hoặc nhân tài kiệt xuất của các thế gia. Đứng ở vị trí quá cao sẽ không chú ý đến những thứ khác. Ở độ tuổi của hắn, tu vi cảnh giới huyền võ mới là trình độ bình thường, nhân tài kiệt xuất chân chính so với người thường thì chỉ có thể nói là số ít. Kể cả những nhân tài thế gia mà hắn không để vào mắt của thành Thiên Lăng, nếu họ ở đế quốc Đại Tần thì cũng được coi là một sự tồn tại đáng sợ. La Hàn không biết Lâm Nhất đang nghĩ gì, chỉ đang cảm thấy hối hận xanh cả ruột. Làm gì có Kỳ Ngộ và Phượng Hót, rõ ràng là một tiền bối đang bế quan ở đây. Chết tiệt, mình có làm phiền đối phương không nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, La Hàn toát mồ hôi như mưa, lắp bắp nói, vãn. Bối La Hàn thực sự không biết tiền bối đang ở đây tu luyện. Ta sẽ đi ngay bây giờ luôn ạ. Lâm Nhất đã hiểu, vừa rồi hắn tu luyện Tử Diên kiếm quyết đến tầng 11 đỉnh phong, hoa Tử Diên đã đạt tới 108 cánh hoa. Chân nguyên cuồn cuộn trong cơ thể khiến hắn hào hứng, muốn thử xem kiếm trận Tử Diên có thể đảo ngược bao nhiêu vòng. Kết quả nó lại đảo ngược tận 9 vòng, làm xuất hiện dị tượng cửu chuyển quy nhất, Phượng Minh Triệu Dương. Chắc hẳn La Hàn bị dị tượng thu hút, tưởng là có kỳ ngộ nên mới chạy tới, nhưng hiển nhiên những lời này không thể nói ra khỏi miệng. Ta không phải tiền bối gì cả, ta họ Lâm, chắc là nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Lâm Nhất cười bình tĩnh đáp. Không phải tiền bối, may quá, ta suýt cho rằng mình nhất định sẽ chết. La Hàn thở phào nhẹ nhõm, ý cười hiện lên trên mặt, nhưng chợt nhớ lại lời Lâm Nhất nói, hắn ta không thể giữ bình tĩnh nữa. Còn nhỏ hơn hắn ta, chuyện này sao có thể? Lâm Nhất biết nghi hoặc trong lòng hắn ta nhưng không muốn giải thích quá nhiều, bèn hỏi, ngươi là người ở xung quanh đây? Vâng, ta là đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông, bái kiến Lâm công tử. La Hàn cố bình tĩnh lại, trả lời đúng sự thật. Lâm Nhất suy tư nhìn La Hàn, đại khái hiểu Lưu Vân Tông là tông môn tương tự với Lăng Tiêu Kiếm Các, thậm chí còn không bằng. Nếu là ở đế quốc Đại Tần, Lưu Vân Tông có thể xưng bá một phương, nhưng ở trong khu vực Lôi Châu này thì có vẻ không quá nổi bật. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất nhìn La Hàn bằng ánh mắt thân thiết hơn, nhẹ giọng bảo, chắc ngươi cũng cần xuống núi, đi cùng nhau đi. Được. La Hàn đương nhiên là cầu còn không được, vẻ vui mừng hiện lên trên mặt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, khi biết Lâm Nhất chỉ mới 18 tuổi đã mang lại sự chấn động không nhỏ cho La Hàn. Từ lâu hắn ta đã nghe nói các yêu nghiệt trên bảng Long Vân Ai cũng mạnh một cách nghịch thiên.
đẳng cấp như Tam Vương Thất Anh thậm chí còn có thể đối đầu với cao thủ võ giả thiên phách, nghe như là chuyện thần thoại xưa. Hôm nay gặp Lâm Nhất mới biết lời đồn không phải giả, chỉ là tầm nhìn của hắn ta quá thấp mà thôi. Lâm Nhất cũng đã biết đây là nơi nào. Hắn đã rời khỏi phạm vi thành Thiên Lăng, đến khu vực thành Mộ Kiếm, nhưng nơi này hẻo lánh, còn cách thành Mộ Kiếm một khoảng khá xa. Thành Mộ Kiếm cũng là một trong 7 tòa thành lớn của Lôi Châu, trong thành kiếm quán nhiều không đếm hết, cao thủ luyện kiếm nhiều vô cùng. Lúc ở sườn núi Lạc Long hắn đã làm hỏng chuyện tốt của Mộ Dung Tịnh, phá hủy một cây cỏ kiếm hoàng trăm năm của hắn ta. Tên Mộ Dung Tịnh đó hình như là yêu nghiệt của thành Mộ Kiếm. Nếu như có đủ thời gian, hắn sẽ đến thành Mộ Kiếm thăm hắn ta. Tiếc là quần Long Thịnh Yến chỉ còn 3 tháng nữa. Dù Lâm Nhất có muốn ở lại lâu hơn cũng không được, hắn phải trở về Lăng Tiêu Kiếm Các. Trừ phi hắn gia nhập tông môn khác thì không cần trở về, không tham gia quần Long Thịnh Yến với danh nghĩa của Lăng Tiêu Kiếm Các. Hiển nhiên chuyện này là không thể. Đến chân núi, khi hai người chuẩn bị tách ra, trong mắt Lâm Nhất chợt có vẻ khác thường thoáng qua. Lâm công tử, có chuyện gì vậy? La Hàn luống cuống hỏi. Hắn ta cảm nhận được có gì đó bất thường. Có tiếng động rất lớn, đất rung núi chuyển, dường như đến cả bầu trời cũng sắp nứt toạc. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn, nói nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nặng nề. Lâm Nhất nheo mắt lại nhìn về nơi xa, tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy rất xa. Vùng trời ở nơi đó chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện rất nhiều khói đen mù mịt như một con thú dữ xua đuổi những đám mây trắng. Vô số đám mây trắng bắt đầu tán loạn như bầy cừu hốt hoảng và sợ hãi vì bị đuổi theo. Nhưng dù chúng có chạy nhanh cỡ nào cũng sẽ bị khói đen cắn nuốt, sau đó nuốt chửng để bản thân mình mạnh lên. Không lâu sau, trong tầm mắt Lâm Nhất, một nửa bầu trời bị khói đen bao trùm trông có vẻ vô cùng ngột ngạt. Ngọn nguồn của đám khói đen kia hình như đến từ chỗ sâu trong sơn mạch Thiên Lăng. Trong tích tắc, khói đen vừa mới ở xa nghìn dặm kia lập tức tạo thành ma vân cuồn cuộn tiến lại gần núi hoang. Ma khí. Lâm Nhất không xa lạ gì với khói đen kia, hắn đã từng nhìn thấy nó ở rất nhiều nơi trong cổ vực Nam Hoa, chỉ là chưa bao giờ gặp một lượng ma khí phát tán nhiều như thế. Thông thường ma khí sẽ ở trong một số mật cảnh, rất ít khi thoát ra ngoài. Một khi nó thoát ra ngoài sẽ khiến yêu thú mất tích và bỏ chạy. Tạo thành thú triều tàn phá khắp nơi, gây ra thảm kịch với con số thương vong trên trời. Không ổn, là thú triều, ta phải nhanh chóng trở về tông. Lâm Nhất biến sắc, hắn ta chỉ từng gặp thú triều trong một số cuốn sách cổ, hoàn toàn không có khái niệm gì về nó. Suy nghĩ đầu tiên là muốn trở về tông thật nhanh. Sơn môn của ngươi ít nhiều gì cũng có khả năng tự vệ, phụ cận chân núi chắc còn có một số thôn xóm. Người đến đó thông báo trước, triệu tập mọi người chạy về phía thành lớn. Lâm Nhất chưa gặp thú triều bao giờ, nhưng hắn là kiếm khách nên bình tĩnh hơn La Hàn rất nhiều. La Hàn lập tức tỉnh táo, so với người tập võ, những thôn dân bình thường kia hầu như không có sức chống trả khi đối mặt với thú triều. Ầm ầm. Vào lúc này, núi hoang rung chuyển, hàng loạt tiếng gầm thét của thú dữ vang lên. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua. Vùng trời trên đầu chẳng biết từ khi nào đã đen kịt, có những thứ ngọ nguậy hình như là xúc tu của yêu ma. Đến nhanh thật, người đi trước đi. Lâm Nhất lạnh nhạt bảo. Lâm công tử cẩn thận. La Hàn không dám kể cả, vội đáp. Hắn ta vừa đi đã có rất nhiều yêu thú bạo động chạy ra từ chỗ sâu trong núi rừng, mắt của chúng đều vô thần, toát ra ma khí đen kịt vô cùng quỷ dị. Khi thấy những con yêu thú kia sắp lao tới, Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng hạo nguyệt. Ánh sáng lạnh phát ra từ kiếm táng hoa trong tay Lâm Nhất ngưng tụ thành một chùm ánh trăng lan rộng ra xung quanh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, ánh trăng màu tím ngưng tụ từ Tử Diên kiếm kình lan rộng ra, chém hơn 100 con yêu thú kia thành hai nửa. Trong lúc nhất thời máu bay đầy trời, giữa không trung tràn ngập nội tạng vỡ vụn của yêu thú. La Hàn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cảnh này thì kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Một nhát kiếm, chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng đã giết chết nhiều yêu thú như vậy, thật đáng sợ. Lưu Vân Tông cũng có trưởng lão cảnh giới âm dương,
nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Lâm Nhất, thậm chí những trưởng lão cảnh giới âm dương viên mãn kia cũng không sánh nổi một nhát kiếm này của Lâm Nhất. Suy nghĩ này nghe cũng hợp lý. Tu vi của Lâm Nhất chỉ mới cảnh giới âm dương tiểu thành, nhưng kiếm quyết của hắn đã đạt tới tầng 11 đỉnh phong, còn có kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong hỗ trợ. Bán bộ thiên phách chưa chắc có thể địch lại hắn thì huống gì là cảnh giới âm dương viên mãn, đến bao nhiêu cũng không đủ để giết. Thấy Lâm Nhất vẫn chưa đi, hắn ta không khỏi có một suy nghĩ đáng sợ, Lâm công tử định một mình giết chết tất cả yêu thú trong núi này ư? Chắc là không đâu. Hắn ta lập tức giật mình trước suy nghĩ này, không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy như điên. Điều quan trọng nhất trước mắt là triệu tập tất cả mọi người trong thôn phụ cận, thông báo họ chạy đến thành trì càng lớn càng tốt để chống lại thú triều bằng tường thành. La Hàn vừa đi, Lâm Nhất cầm kiếm xông vào núi hoang, đối mặt trực tiếp với lũ yêu thú bạo động trong núi. Khi bị ma khí xâm nhập, những con yêu thú bạo động kia hung hãn như ngày thường rất nhiều, nhưng chưa đạt tới âm dương thì chỉ cần một nhát kiếm. Chỉ có yêu thú cảnh giới âm dương mới khiến Lâm Nhất tốn một chút sức lực, sau một nhát kiếm cần thêm một nhát nữa. Nửa canh giờ sau, cả ngọn núi hoang nồng nặc mùi máu tanh, bầu không khí trở nên ô nhiễm, mùi tanh gay mũi khiến người ta khó chịu. Hài cốt đầy đất, cơ thể tàn phế của vô số yêu thú có ở khắp nơi. Tất cả yêu thú trong núi hoang đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Hắn đứng trên đỉnh núi hoang, dùng mắt trúc long nhìn về phương xa, tầm nhìn lập tức xa hơn vô số lần. Ánh nến chập chờn trong mắt Lâm Nhất, hắn nhìn thấy vô số yêu thú đang lao tới như đại dương bao la. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là yêu thú bạo động hóa rồ, đôi mắt đỏ ngầu chuyển sang màu đen quỷ dị. Quá nhiều, ít nhất cũng hơn 100 vạn. Lâm Nhất thu hồi mắt trúc long, thầm kinh hãi, đợt thú triều trước mặt hắn hoàn toàn không là gì cả. Yêu thú ở núi hoang cùng lắm chỉ có mấy nghìn con, với lại cũng không có yêu thú cảnh giới âm dương viên mãn, nhưng trong bầy thú ở phía xa hơn kia lại có khá nhiều yêu thú bán bộ thiên phách. Có yêu thú bán bộ thiên phách, thậm chí có con có huyết mạch biến dị, huyết mạch cấp bậc bá chủ, hơn thế nữa là huyết mạch cấp bậc vương giả. Thật ra Lâm Nhất không hề sợ những con yêu thú này, nhưng một khi bị chúng dây dưa thì sẽ rất phiền phức. Những con tiểu quái trước đó sẽ nối đuôi nhau quấy rối, từ đó trở thành uy hiếp chí mạng. Tìm La Hàn trước thôi. Lâm Nhất nhảy xuống từ trên đỉnh núi, đi dọc theo đường lớn, trên đường hắn phát hiện rất nhiều thi thể không hoàn chỉnh. Già trẻ lớn bé đều có, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm, tất cả đều là người thường không có tu vi. Khung cảnh rất tàn khốc, Lâm Nhất lắc đầu tiếp tục bước đi, dù hắn có giết nhiều đến đâu thì cũng chỉ có thể ngăn cản yêu thú từ một hướng trong núi hoang. Trước thú triều đáng sợ như vậy, sức mạnh của con người quá nhỏ bé. Một lát sau Lâm Nhất đã tìm được một nhóm thôn dân bình thường tập trung trên đường lớn. Nhóm này có hơn một vạn người, ai cũng hốt hoảng bỏ chạy, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Trừ La Hàn ra thì còn có một số võ giả đi theo hộ tống. Thậm chí trong đó không thiếu cao thủ cảnh giới tử phủ. Sau khi thấy Lâm Nhất đến, La Hàn vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi tới chào hỏi, vị này là Lâm công tử, trước đó chính hắn đã giết hơn 100 con yêu thú chỉ bằng một nhát kiếm. Nghe vậy, các võ giả cảnh giới tử phủ hộ tống đều nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng đang quan sát họ, khi thấy tất cả đều là tán tu, vẻ bất ngờ chợt thoáng qua trong mắt hắn. Hừ! Người coi thường tán tu chúng ta à? Trên đường đi có không ít đệ tử tông môn chỉ lo chạy trốn kìa, còn chẳng bằng tán tu chúng ta, nhìn thấy vẻ bất ngờ trong mắt Lâm Nhất, có tán tu bất mãn lên tiếng. Thật xin lỗi. Lâm Nhất quả thật rất kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, không phải tất cả tán tu đều là tà tu, thường thì họ sẽ không ra tay với người thường. Về phần tông môn và con cháu thế gia, nhìn thất tú thiên lăng là có thể biết. Họ chưa chắc có thể so sánh với những tán tu này. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta chặn phía sau lại trước đã. Tòa thành trì gần đây cũng không được an toàn lắm. Đợt thú triều này đến quá đột ngột, quy mô lớn chưa từng có lẽ là nghìn năm khó gặp. Chúng ta phải hộ tống những người này đến thành mộ kiếm mới coi như là an toàn thật sự. Một ông lão nghiêm túc nói. Một người khác tiếp lời, phải, đến thành mộ kiếm.
những yêu nghiệt tuyệt đỉnh trên bảng Long Vân kia chắc cũng sẽ đến. Các trưởng lão thiên phách cấp bậc bá chủ cũng sẽ tới, dù thú triều có đáng sợ đến đâu cũng không công phá được Thành Mộ Kiếm. Lâm Nhất ngạc nhiên, nhớ lại lời Lạc Thủy Thượng Nhân từng nói lúc trước. Thiên Lăng sẽ có dị biến và sẽ thu hút các yêu nghiệt tuyệt đỉnh trên bảng Long Vân đến, bảo hắn đừng bỏ lỡ kỳ ngộ lần này. Hóa ra ông ta không lừa gạt mình. Đám người Nam Cung Vãn Ngọc, Tam Vương Thất Anh trên bảng Long Vân cũng sẽ đến sao? Ầm ầm. Tiếng gầm thét kinh thiên động địa của thú dữ vọng lại từ phía xa khiến suy nghĩ của Lâm Nhất trở lại hiện thực. Không cần biết những yêu nghiệt tuyệt đỉnh trên bảng Long Vân kia có tới hoặc có kỳ ngộ gì hay không. Việc quan trọng nhất bây giờ là đưa hơn một vạn thôn dân này đến thành trì phụ cận an toàn. Hắn không ý định giúp đỡ thiên hạ, nhưng nếu trong phạm vi đủ khả năng, táng hoa trong tay Lâm Nhất sẽ ra khỏi vỏ không chút do dự. La Hàn, người mau đưa nhóm thôn dân này đến thành Mặc Thủy, chúng ta và Lâm công tử sẽ ở đây chặn đường. Một ông lão nhíu mày, nhìn La Hàn ra lệnh. Ta biết rồi. La Hàn nặng nề gật đầu, sau đó cất cao giọng, mọi người mau đi theo ta, đừng nghỉ ngơi nữa. Rừ. Không lâu sau, nhóm yêu thú đầu tiên xông tới như thủy triều, mấy người nhanh chóng ra tay. Ánh sáng hạo nguyệt. Lâm Nhất rút kiếm khỏi vỏ, chém ra 18 tia kiếm quang, vô số ánh trăng cắt ngang trên không trung kết thành một tấm kiếm võng màu tím, những con yêu thú phi hành vừa chạm vào liền chết, vỡ thành vô số mảnh. Mấy người bên cạnh thầm kinh hãi, nếu không nhờ có Lâm Nhất, với năng lực của họ chắc chắn không thể giết được đám yêu thú phi hành kia. Nhưng yêu thú dưới mặt đất cũng nhân cơ hội này lao qua, mọi người đều lập tức ra tay. Chân nguyên dao động, máu bắn tung tóe, tiếng gầm rú thảm thiết vang bên tai không dứt. Cuộc chém giết khô khan này kéo dài khá lâu, nhưng số lượng yêu thú thực sự quá nhiều, tất cả chúng đều như phát điên. Võ giả ở lại chặn đường có tổng cộng hơn 30 người, sau 2 canh giờ dần dần có người bắt đầu bị thương. Bị thương là một chuyện khá phiền phức. Đối mặt với thú triều như thế này, khi đã bị thương mà còn cố gắng chiến đấu sẽ dần xuất hiện nhiều sơ hở, rất có thể sẽ dẫn đến mất mạng. Vèo. Lâm Nhất di chuyển, biến ảo ra 9 tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều chém một nhát kiếm. Mỗi nhát kiếm đều bao trùm khí cực kỳ lạnh lẽo, ở mũi kiếm có xương hàn vô tận lan tràn ra xung quanh. Hắn thôi phát thất huyền bộ đến mức cao nhất, thi triển xương hàn vạn lý. Một số lượng lớn yêu thú ở 9 hướng lập tức bị đóng băng. Chết đi. Lâm Nhất lạnh lùng lắc cổ tay, rắc rắc rắc, tiếng băng vỡ vụn không ngừng vang lên, trong nháy mắt đã có mấy trăm con yêu thú chết dưới kiếm của hắn. Ai bị thương thì đi trước đi, chúng ta sẽ vừa đánh vừa lùi. Lâm Nhất lạnh nhạt nhìn mấy người bị thương, lúc này hắn ra tay không che giấu gì vì không muốn họ chết ở nơi này. Nhưng yêu thú ùn ùn kéo đến, dù mũi kiếm của hắn có sắc bén thì cũng e rằng không thể giết hết, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Mấy tên tán tu có ý định lấy sức một mình để ngăn cản yêu thú trước đó đều đã đánh giá cao bản thân. Đa tạ Lâm công tử. Mấy người bị thương sớm đã có ý định rút lui, nhưng ngoài mặt lại không dám thực hiện, vừa nghe Lâm Nhất nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Những người ở lại cùng ta giết thêm một đợt. Lâm Nhất nhìn những đám ma vân cuồn cuộn ở phương xa, đàn thú đang tập hợp, hắn định đánh đòn phủ đầu để mình và đám người này có thời gian chạy. Hi hi, được thôi. Mỗi đợt thú triều sẽ có rất nhiều yêu thú cấp bậc bá chủ có huyết mạch biến dị sinh ra. Yêu đan biến dị có giá trị rất cao, ta không lấy được kỳ ngộ này, nhưng đi theo Lâm công tử cũng có thu hoạch không nhỏ. Đi thôi. Hơn 10 người còn lại đều tỏ ra phấn khích. Trong mắt tràn đầy sát ý. Đối với người thường, thú triều chắc chắn là tai họa ngập đầu, nhưng đối với võ giả thì không chỉ có thể rèn luyện tu vi, lấy được yêu đan cũng là một thu hoạch khổng lồ. Ngày thường để được săn giết yêu thú với quy mô thế này thì hầu như không có bất kỳ khả năng nào. Dù sao thì yêu thú cũng có linh trí, chúng đánh không lại sẽ bỏ chạy, nhưng yêu thú trong đợt thú triều này lại liều mạng như đã phát điên. Nếu đủ may mắn sẽ có thể lấy được yêu đan cấp bậc bá chủ, thậm chí là yêu đan cấp bậc vương giả, đó cũng là một kỳ ngộ vô cùng lớn lao. Vốn dĩ những người này đều là tán tu, họ có suy nghĩ này thì không có gì phải ngạc nhiên.
Yêu đan dưới bán bộ thiên phách không lọt nổi vào mắt xanh của hắn, đám người này muốn lấy thì tùy, hắn không quan tâm lắm. Vèo. Kim quang bùng lên, Lâm Nhất chủ động xuất hiện giữa bầy thú tụ tập. Hắn nắm chặt kiếm táng hoa, kiếm thế mạnh mẽ dao động trên người. Thiên phá vân. Hắn nhanh chóng di chuyển, dùng chân nguyên thi triển chiêu thức thiên phá vân đánh về tám hướng khác nhau. Ầm ầm. Cơn lốc ngưng tụ từ kiếm ý lập tức xuất hiện, rít gào lao đi, những nơi nó đi qua, thậm chí là trên trời cũng bị ma sát thành mấy tia sét kinh khủng. Yêu thú bị cuốn vào đều mất khống chế xoay vòng vòng, những con có phòng ngự yếu lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh. Đến khi cơn lốc dừng lại, trừ những con yêu thú có thể chất cực mạnh còn giữ được cơ thể hoàn chỉnh, tất cả những con còn lại đều hóa thành mưa máu đầy trời, nội tạng bay tán loạn. Trước đây sát chiêu đáng sợ như vậy là một điều hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng với cảnh giới của Lâm Nhất hiện tại thì vô cùng thành thạo và điêu luyện. Đừng nói là chín luồng thiên phá vân, nếu như hắn tiếp tục, không màng tiêu hao chân nguyên, dù là gấp đôi cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Hô! Những con yêu thú còn sót lại thì bị các tán tu khác hợp lực giết chết, chỉ là số lượng yêu thú mà họ giết còn không bằng 1/10 của Lâm Nhất. Đi thôi! Sau một lát nghỉ ngơi, không đợi các tán tu kia lấy hết yêu đan, Lâm Nhất đã cất kiếm vào vỏ, chạy về phía thành Mặc Thủy. Họ chỉ có thể chặn một hướng, trên đường đi nhóm người La Hàn chắc chắn sẽ bị yêu thú cản đường. Tuy rằng áp lực nhỏ hơn nhiều, nhưng Lâm Nhất vẫn hơi lo lắng. Nhưng điều khiến Lâm Nhất lo lắng hơn là dù đến được thành Mặc Thủy, có lẽ cũng chưa chắc có thể trụ được quá lâu. Trước đó ông lão kia nói đây có thể là thú triều nghìn năm mới gặp một lần, Lâm Nhất cảm thấy khả năng này rất lớn. Trên đường đi họ nhìn thấy rất nhiều thi thể. Dù cho võ giả thường gặp sinh tử cũng phải kinh hãi, ngay cả những tên tán tu kia cũng có vẻ mặt cực kỳ khó coi. May mà họ đã đuổi kịp đội ngũ do nhóm La Hàn hộ tống trước khi trời tối. Hơn 1 vạn thôn dân chết, gần 1.000 người, một con số rất tàn khốc. Nhưng có thể bảo vệ được phần lớn thôn dân đã rất khó khăn rồi. Lâm công tử, trên đường chúng ta cũng bị yêu thú ngăn cản, người chết khá nhiều, La Hàn suy sụp nói, rất nhiều người chết ngay trước mặt hắn ta, điều này đã tạo thành cú sốc rất lớn đối với hắn ta. Lâm Nhất gật đầu, không nói gì. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy tình hình ở thành Mặc Thủy có lẽ cũng không được lạc quan cho lắm. Đến thành Mặc Thủy rồi, mọi người mau vào thành đi. Không lâu sau, dưới ánh nắng chiều, một tòa thành chỉ có quy mô khá lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Ầm. Cửa thành mở rộng, một nhóm người bước ra, người cầm đầu cảm nhận được khí tức của nhóm Lâm Nhất từ xa thì mừng rỡ cười bảo, lại thêm vài cao thủ cảnh giới tử phủ, tốt lắm, lần này chắc có thể gắng gượng qua được đêm nay. Dưới cửa thành to lớn, mọi người chen chúc ùa vào như thủy triều. Đối với những người thường đã chạy nạn suốt cả ngày thực sự rất cần nghỉ ngơi. Thậm chí còn có không ít võ giả có vẻ mệt mỏi. Nghe thấy giọng người nói hơi quen thuộc, trong lòng Lâm Nhất hơi nghi hoặc, sau khi người nọ đến gần thì hai mắt tỏa sáng. Là hắn ta. Lâm Nhất. Người cầm đầu lưng hùm vai gấu, dáng người cường tráng như man thú, đó chính là công tử chiến thú phong dã của đế quốc Đại Tần. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, hắn ta hết sức mừng rỡ, vội vàng chạy qua vỗ vai Lâm Nhất, ha ha ha, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Bịch bịch. Một sức mạnh khủng khiếp lan ra xung quanh, mấy tên tán tu bên cạnh khẽ biến sắc, hắn ta muốn vỗ chết Lâm Nhất đấy à? Lâm Nhất nhìn phong dã, sau đó nhìn những người đứng bên cạnh hắn ta, họ không giống người địa phương, sao lại là ngươi thủ thành, những thế gia bản địa trong thành đâu? Kha kha, đừng nhắc tới đám người đó, thú triều vừa xuất hiện họ đã chạy mất, hầu hết võ giả trong thành hiện tại đều là các võ giả ở nơi khác đang rèn luyện ở gần đây. Mọi người vào đi, phải nhanh chóng đóng cửa thành lại. Sau khi chào hỏi, phong dã lập tức bảo những người khác vào thành. Hai người vừa đi vừa nói, tình hình trước mắt không tiện ôn chuyện nên họ nói rất nhanh. Hóa ra phong dã cũng giống Lâm Nhất. Sau khi Long Môn tranh tài kết thúc đã rời khỏi Đại Tần, đến cổ vực Nam Hoa du lịch. Nhưng khác với Lâm Nhất đi một mình, hắn ta đi cùng với nhóm Tả Vân. Hai người vừa rời Đại Tần không lâu đã đi thẳng đến Lôi Châu.
Dù sao đây cũng là nơi có nhiều kỳ ngộ nhất và là nơi có nhiều thiên tài tụ tập nhất. Sau khi rèn luyện xong, hai người đều gặp được kỳ ngộ, vốn đang chuẩn bị trở về Đại Tần thì không ngờ lại gặp phải thú triều. Tả Vân cũng đang ở đây. Lâm Nhất ngẩn ra, hắn có ấn tượng khá sâu sắc với người này, không biết đao pháp của hắn ta đã tiến bộ đến mức nào rồi. Những người khác không dám nói, Lâm Nhất biết Tả Vân không hề đơn giản, một khi rời khỏi Đại Tần nhất định sẽ trưởng thành rất nhanh. Cao thủ tử phủ đi theo ta. Phong Dã dẫn mọi người đi đến phủ thành chủ, nơi này vườn không nhà trống nên đã bị nhóm Phong Dã chiếm giữ. Thành Mạc Thủy chỉ là một tòa thành nhỏ bình thường ở Lôi Châu, ngoại trừ phủ thành chủ thì những nơi khác không bố trí đại trận linh văn, rất khó chịu được đợt tấn công dồn dập của thú triều. Các thế gia trong thành biết rõ điều này nên đã thu dọn đồ đạc chạy đến thành Mộ Kiếm. Đó là một trong 7 tòa thành lớn của Lôi Châu, ở cổ vực Nam Hoa, nó không thua kém gì so với thành Châu ở những nơi khác. Trong phủ thành chủ tập trung hơn 100 cao thủ tử phủ, thậm chí cao thủ cảnh giới âm dương cũng có không ít. Sau khi vào phủ, Lâm Nhất lập tức phát hiện Tả Vân, đối phương khẽ gật đầu với hắn, không nói gì nhiều. Hiện tại nơi này có cao thủ tông môn bán bộ thiên phách trấn thủ, mọi việc thủ thành nghe theo mệnh lệnh người nọ, với tu vi của Lâm Nhất tới đây cũng không nổi bật. Người đã đến đủ, ta sẽ nói thẳng luôn, phòng thủ qua đêm nay sẽ có cao thủ thiên phách đến hỗ trợ. Nếu không phòng thủ được thì chỉ có thể chạy. Đây là thú triều nghìn năm mới gặp, ngoại trừ thành Mộ Kiếm, không có nơi nào là an toàn cả. Tên cao thủ bán bộ thiên phách mặc áo xám ngồi ở chính giữa. Nhìn cao thủ tử phủ của các phe, nghiêm túc nói. Nếu là ngày thường, nhiều tán tu và đệ tử tông môn tập trung một chỗ thì ít nhiều sẽ có lục đục với nhau, nhưng lúc này họ lại đoàn kết với nhau. Đến lúc này, các võ giả còn ở lại thành Mạc Thủy ít nhiều gì cũng có chút lòng nhân từ. Ở phủ thành chủ nghỉ ngơi dưỡng sức chưa tới nửa canh giờ, mọi người đi đến đầu tường thành dưới sự dẫn đầu của ông lão áo xám. Lúc này nắng chiều đã hoàn toàn tan biến, bóng tối bao trùm, bầu không khí trong thành Mạc Thủy có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Đây đã được định sẵn sẽ là một đêm dài đằng đẵng đối với rất nhiều người. Lâm Nhất đứng trên đầu tường thành nhìn phương xa tối tăm, trong lòng hơi phiền muộn. Hắn đã nghe nói về thú triều từ lâu, nhưng sau khi tiếp xúc vẫn bị chấn động. Chung quy bản chất của thế giới này vẫn là mạnh thắng yếu thua. Những người thường trong thành chỉ có thể miễn cưỡng sống sót dựa vào sự thương hại của kẻ mạnh. Nhưng như vậy thì thật sự không thể thủ thành được nữa, bất kể là ông lão áo xám hay nhóm của Phong Dã, chắc chắn bọn họ sẽ lo cho tính mạng của mình trước. Dù có lòng từ bi thì cũng khó mà bận tâm đến người ngoài. Trên đời này, có rất ít người bằng lòng hy sinh tính mạng vì người xa lạ, thậm chí là không có. Lâm Nhất chợt hiểu ra vì sao mình phải trở nên mạnh mẽ, vì sao mình phải có một lòng hướng kiếm, không màng sinh tử. Bởi vì hắn thật sự không muốn có một ngày, bản thân cần nhờ lòng thương hại của người khác mới có thể sống sót. Trong một khoảnh khắc, cảm ngộ của Lâm Nhất với kiếm đạo bất giác có sự tiến bộ rất nhiều, cứ như xé toạc màn đêm, nhìn thấy ánh sáng nơi cuối chân trời. Khi sương mù tan biến, ta tìm thấy bản ngã chân chính của mình. Hóa ra ta vẫn luôn là người như vậy. Giống, giống, giống. Tiếng thú rít gào liên tục vang lên trong bóng đêm, những đôi mắt còn đen hơn cả đêm đen, phát ra tia sáng âm u đang lạnh lùng nhìn chòng chọc vào thành Mạc Thủy. Vẻ mặt mọi người căng cứng, bất kể ai bị ánh mắt như vậy dõi theo cũng đều không tránh khỏi cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Đến rồi. Ánh mắt ông lão áo xám bán bộ thiên phách lóe sáng. Trầm giọng nói. Ầm ầm. Khắp đồi núi, trong bóng tối dày đặc vọng đến tiếng thú rít gào, mọi người rót chân nguyên vào đôi mắt, dùng tu vi tử phủ để có thể nhìn xa hơn. Ở nơi cuối tầm mắt, yêu thú đang ồ ạt xông đến hệt như thủy triều. Yêu thú đông nghìn nghìn ầm ầm lao đi trong tiếng gào thét, thoạt nhìn rất có chiến thuật, đám tốt thí đi đầu hầu hết đều là yêu thú cảnh giới huyền võ. Ở giữa là yêu thú cảnh giới tử phủ. Cũng có âm huyền, dương huyền, thậm chí có không ít yêu thú cảnh giới âm dương, đi sau cùng, giữ vai trò áp trận là yêu thú cảnh giới bán bộ thiên phách. Đám yêu thú kia bị ma khí xâm nhiễm nên càng trở nên cuồng bạo và khát máu hơn so với bình thường,
điểm chết người nhất chính là chúng không sợ chết, rất khó để đối phó. Bốn người cảnh giới âm huyền và dương huyền lập thành một tổ, hai cao thủ cảnh giới âm dương thành một tổ, chia nhau trấn thủ các phương, ta sẽ tọa trấn phía trên tường thành. Sắc mặt ông lão áo xám sầm xuống, nghiêm giọng hạ lệnh. Bọn họ không phải quân nhân, không cách nào bài binh bố trận, nhưng thực lực của mỗi cá nhân đều rất mạnh, cho nên cách sắp xếp của ông lão áo xám cũng không có gì là không ổn, mọi người lập tức tuân theo mệnh lệnh, tản ra hành động. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi một tổ. Một kiếm khách trung niên cười hình hệch bước đến cạnh Lâm Nhất, ông ta có tu vi âm dương đỉnh phong, tuổi độ khoảng 40-50, khí tức trên người cô đọng hơn rất nhiều so với Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc của Thất Tú Thiên Lăng. Với thực lực thế này, dù chỉ một mình ông ta cũng đủ bảo vệ bản thân, không có gì phải lo lắng. Người này chủ động ghép đội với hắn, xem ra cũng có chút thú vị. Lâm Nhất không phản đối, khẽ gật đầu. Tiểu huynh đệ họ Lâm à, ta tên là Long Hạo. Dường như kiếm khách trung niên rất có hứng thú với Lâm Nhất nên thái độ cũng có phần thân thiết. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của hai người phải dừng lại, bởi vì thú triều dày đặc đã ùn ùn kéo đến. Lâm Nhất không đáp, thân hình hắn nhoáng lên một cái, nhảy xuống tường thành, duỗi tay rút kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, chém mạnh ra ngoài. Răng rác. Mặt đất lập tức nứt ra, yêu thú cảnh giới huyền võ xông lên đầu tiên bị chém thành nhiều mảnh hệt như cắt rau củ. Kiếm ý thật mạnh. Long Hạo nhíu mày, trong mắt lóe lên tia khác thường. Đương nhiên, ông ta có thể nhìn ra điểm mấu chốt của một kiếm này, nó không nằm ở việc dùng nhiều hay ít chân nguyên, mà chủ yếu là do có kiếm ý phụ trợ nên mới có thể sắc bén và ác liệt như thế. Thú vị! Bỗng chốc, ánh mắt ông ta càng lộ vẻ hứng thú, ông ta những tưởng với thú triều bực này thì đến giai đoạn sau, Lâm Nhất sẽ cần ông ta ra tay tương trợ, nhưng nào ngờ, thực lực của đối phương đã vượt xa dự đoán của ông ta. Thoáng chốc! Đám yêu thú huyền võ xông lên trước đã bị giết sạch, bắt đầu có yêu thú cảnh giới tử phủ xuất hiện. Keng! Lâm Nhất bổ ra một kiếm, máu tươi trên người yêu thú bắn ra, rơi vãi trên mặt đất. Không chết! Hắn cau mày, lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra đây là một con yêu thú cảnh giới âm dương, dường như huyết mạch cũng không thấp, cho nên một kiếm vừa rồi không chém nó chết được. Giống! Đau đớn khiến con yêu thú cảnh giới âm dương kia gào lên, nó há miệng phun ra một cột nước màu xanh lục. Cột nước này được tạo thành từ nọc độc có tính ăn mòn cao, trông chẳng khác nào một con độc long dữ tợn đang điên cuồng lao đến. Không đợi con độc long kia giết đến trước mặt, Lâm Nhất đã duỗi tay chém ra một luồng kiếm quang màu bạc. Ở khoảng cách gần ngàn mét, cột nước được hình thành từ nọc độc đã bị chém thành hai nửa, nhưng chưa dừng lại đó. Kiếm quang vẫn lao đi với xu thế sắc bén và ác liệt, chém con yêu thú cảnh giới âm dương kia thành mảnh vụn. Tên nhóc này đúng là có chút bản lĩnh. Cách đó không xa, Long Hạo lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười và nói, có hắn ở đây, ta có thể thả lỏng được đôi chút. Giết, đừng để chúng có thời gian tụ lại. Trên tường thành, ông lão áo xám nhìn thấy bầy thú đang dần tụ lại một chỗ, liền hô to. Vèo. Lâm Nhất là cao thủ cảnh giới âm dương, đứng mũi chịu sào, hắn không chút sợ hãi xông lên trước. Những người khác bị chậm nửa nhịp, số còn lại thì sau khi nghe hiệu lệnh của ông lão áo xám, bọn họ liền cố thủ ở tường thành, đề phòng cá lọt lưới. Ánh sáng hạo nguyệt. Thiên phá vân. Sương hàn vạn lý. Lâm Nhất vận dụng tử diên kiếm quyết, không ngừng thi triển ba sát chiêu lớn của thủy nguyệt kiếm pháp. Trong tay hắn. Môn kiếm pháp cảnh giới huyền võ này đã phát huy được uy lực vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ ánh sáng hạo nguyệt chỉ có một luồng kiếm quang, nhưng bây giờ đã là mấy trăm luồng kiếm quang màu tím đan xen nhau. Một kiếm chém ra chính là kiếm võng răng kín trời đất. Còn thiên phá vân thì càng thêm khủng bố, hình thành chín lốc xoáy kiếm cuồng bạo, thoạt nhìn hệt như vòi rồng dài đến trăm trượng, những nơi nó đi qua, không còn sót lại chút gì. Tên này, đúng là thích chơi trội. Ở một bên khác, khóe miệng Phong Dã co giật, thật sự đã bị chấn động quá mức. Hắn ta không giống với những người khác, lúc trước, bất kể là ở Long Môn tranh tài hay mật cảnh Ma Liên, hắn ta đều đã được chứng kiến uy lực của Thủy Nguyệt Kiếm Pháp. Nào có khoa trương như vậy, nhưng hiện tại,
lực sát thương của môn kiếm pháp này đã tăng gấp 10 lần hơn, điều kinh khủng hơn chính là lý giải về kiếm đạo đã hoàn toàn khác biệt. Không phải ai cũng có thể khiến một môn kiếm pháp cảnh giới huyền võ phát huy được uy lực khủng bố đến thế. Không có gì là kỳ quái, hắn ta sẽ tranh tài cùng với đám yêu nghiệt tuyệt đỉnh trên bảng Long Vân đấy. Tả Vân bên cạnh khá là bình tĩnh, chỉ liếc nhìn vài lần rồi tiếp tục ra tay chém giết yêu thú. Thực lực của hắn ta tiến bộ rất nhiều, tu vi cùng đã đạt đến cảnh giới Dương Huyền đỉnh phong, tuy kém hơn Lâm Nhất, nhưng so với mấy tên yêu nghiệt trên bảng Long Vân thì lại không hề thua kém. Đặc biệt là đao pháp cực kỳ ác liệt và sắc bén của hắn ta, ẩn trong đó có một loại khí phách lớn lao. Thật lợi hại, thiếu niên này mạnh đến đáng sợ. Đám kiếm khách trẻ tuổi ở thành Mộ Kiếm e cũng chỉ đến thế. Khó mà nói được, kiếm quán ở thành Mộ Kiếm mọc san sát như rừng, lấy kiếm lập thành, cao thủ tề tụ. Dù không dốc hết toàn lực, nhưng biểu hiện của Lâm Nhất hiện tại cực kỳ chói mắt, khiến nhiều người phải ngước nhìn, đồng thời, âm thanh bàn tán cũng vang lên liên tục. Những lời kia truyền vào tai Lâm Nhất, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, tay vẫn không ngừng giết địch. Lâm Nhất có nhận thức sâu sắc về thú triều hơn những người khác, nên hắn có nhịp điệu của riêng mình. Tuy nhìn như đang cắt rau dưa, quét ngang bốn phía, nhưng trong trận giết chóc này, hắn cũng đang tu hành, dùng thực tiễn để cảm ngộ kiếm đạo. Vén mây gặp sương, nhìn thấy bản ngã chân chính. Trong giết chóc vô biên, hắn tung ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, hắn đang trau chuốt những gì mình học được, hắn đang liên tục nhận thức bản ngã chân chính của mình. Tại cổ vực Nam Hoa, trong lớp nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt trẻ tuổi, có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên đã là cực kỳ xuất sắc, đủ để so với ý chí võ đạo mà những võ giả khác ngộ ra được. Nhưng người tu luyện kiếm ý tiên thiên đến đại thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người có thể tu luyện đến viên mãn đỉnh phong chính là Lông Phượng Sừng Lân, tối đa chỉ có 2-3 người, và Lâm Nhất là một trong số đó. Còn về kiếm ý thông linh thì, không có ai cả, không một ai làm được, không ai. Dù là lớp kiếm khách thế hệ trước cũng không có thể là có, nhưng chưa ai gặp được, người như vậy gần như trở thành truyền thuyết. Kiếm ý thật sự rất khó để lĩnh ngộ, sau khi lĩnh ngộ, tu luyện càng khó. Trong đại thế, mỗi người như rồng, bậc cân quắc bất nhường tu mi, ai cũng đều có ý chí vươn lên. Nhưng kiếm đạo của hắn đã quyết sẽ tranh phong trong trận đại thế kia, phát ra hào quang sáng chói của riêng mình, chỉ tranh hiện tại, không cầu kiếp sau. Kiếm ý thông linh kia không thể tranh. Dù là truyền thuyết của cổ vực Nam Hoa, cũng phải khắc lên đó dấu ấn thuộc về Lâm Nhất, nở rộ trong thịnh yến. Dù là truyền thuyết, cũng muốn dùng một kiếm chém đứt. Đáng chết, là hổ lôi nham, da của nó rất cứng rắn. Phong Dã cùng Tả Vân đang chém giết mấy con yêu thú cảnh giới âm dương, ngay thời điểm căng thẳng, đột nhiên có một con yêu thú âm dương đại thành nhảy chồm lên. Nhưng khi con hổ lôi nham kia vừa nhảy lên thì giữa không trung, một đóa tử diên màu tím nở rộ, một luồng kiếm quang màu bạc xuyên thủng hư không, khoảng cách mấy ngàn thước nhưng chỉ thoáng chốc đã đến, xỏ xuyên qua đầu hổ lôi nham, khiến nó chết ngay tại chỗ. Uy lực của kiếm quang vẫn không giảm, nó quét ngang qua, chém đôi hai con yêu thú đang vây quanh Tả Vân và Phong Dã. Là đạn chỉ thần kiếm. Phong Dã bó tay rồi, hắn ta cũng đã từng chứng kiến uy lực của đạn chỉ thần kiếm, nên biết được nó không hề khoa trương như vậy. Thiết tỏa hoành giang. Tả Vân bên cạnh vẫn thản nhiên như không, trên người hắn ta bộc phát đao ý khủng bố, vung đao quét ngang, đao quang hệt như một cái xích sắt to lớn xuất hiện trong dòng nước lạnh lẽo, lắc lư chia cắt giang hà, ngay cả giao long cũng không thể qua được. Rầm, rầm, rầm. Một đao kia quét ngang qua, chém giết tất cả số yêu thú còn lại, ngay cả hài cốt cũng không còn. Tả Vân thu đao lại, đứng nhìn về phương xa, mỉm cười với Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng gật đầu, nở một nụ cười đáp lại. Chẳng mấy chốc, yêu thú trong tầm mắt đã bị giết không còn một mống, hắn suy tư trong chốc lát, cuối cùng quyết định không đi sâu vào núi. Dù sao vẫn lấy thủ thành làm chuyện chính, truy giết quá xa, lỡ không kịp quay về cứu viện thì không tốt. Lâm Nhất tùy tiện cắm kiếm táng hoa trong đống thi cốt, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn đặt ở hai bên gối, từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng vận chuyển tử diên kiếm quyết.
Soạt. Giữa núi thây biển máu, một đóa hoa tử diên từ từ nở rộ ngay vị trí Lâm Nhất ngồi, khiến cả người hắn đắm chìm trong ánh sáng bạc mờ ảo. Rất có khí phách, dám ngồi ở đây khôi phục chân nguyên. Đúng là không ai to gan như hắn. Nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Lâm Nhất ngồi giữa đống thi cốt vô tận, bắt đầu vận công khôi phục chân nguyên. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nói gì thêm, dù sao mạng là của Lâm Nhất, mà đám yêu thú cũng đang rất nhiệt tình xông về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, Long Hạo nhìn không được bật cười, nhưng rồi ông ta không cười nổi nữa. Việc đó đúng. Ông ta là một kiếm khách cực kỳ uyên thâm, chỉ riêng tu vi và chân nguyên cũng đã mạnh hơn Lâm Nhất rất nhiều, thế nên ông ta có thể thấy được những dị tượng mà người khác không thấy. Trong mắt ông ta, khoảng không gian xung quanh đây là một màu đen kịt, chỉ có Lâm Nhất và thanh kiếm bên cạnh hắn tỏa ra hào quang. Giữa bóng tối vô tận, hào quang màu bạc kia hệt như một ngọn lửa bao quanh Lâm Nhất và Táng Hoa, trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng không chỉ thế, ông ta còn trông thấy khắp người Lâm Nhất tỏa hào quang, thậm chí mỗi một lỗ chân lông đều mở ra và có linh khí lượn lờ như làn khói. Thiếu niên kia không chỉ khôi phục chân nguyên, mà hắn đang ngộ đạo. Hắn tựa như một đóa sen xanh, khoác lên mình ánh sáng bạc, khiến cho sao trăng đều trở nên xám xịt. Ở đằng kia, nơi đóa tử diên nở rộ, có những đốm lửa đang di chuyển, hệt như một đám nòng nọc thần bí đang bơi lội. Đốm lửa phát ra tia huỳnh quang yếu ớt, nhưng trong đêm tối và trong mắt Long Hạo, chúng lại rất rõ ràng, run run như có sinh mệnh. Đương nhiên là ông ta biết những đốm sáng kia là kiếm ý, nhưng nhìn chúng cứ như đang sống vậy. Chúng đang di chuyển, bay múa, cứ như bầy đom đóm vây quanh Lâm Nhất. Ngay lúc đó, thành trì phía bắc đột nhiên có yêu sát khủng bố sộc thẳng lên trời, tiếp theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Hơn 10 cao thủ cảnh giới tử phủ trấn thủ ở thành Bắc đều chết hết. Mọi người quá sợ hãi, vội quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, đó là một con yêu thú bán bộ thiên phách. Hiển nhiên nó đã che giấu khí tức, sau đó lẳng lặng ra tay, khiến cao thủ cảnh giới tử phủ đang thủ thành trở tay không kịp. Xong đời. Mọi người bàng hoàng, ngay cả cao thủ tử phủ cũng bị giết, thì e là võ giả huyền võ ở thành Bắc không một ai sống sót. Mà cửa thành chắc cũng đã bị công phá. Một khi cửa thành bị phá, tiếp theo sẽ là một hồi đồ sát cực kỳ tàn ác. Lâm Nhất đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở mắt, có một ánh mắt sắc bén và ác liệt đang nhìn xoáy vào hắn. Nói đúng hơn là nhìn hắn và Long Hạo, đó là ánh mắt của ông lão áo xám trên tường thành, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Ông ta không thể ra tay, còn yêu thú bán bộ thiên phách này giao cho Lâm Nhất và Long Hạo giải quyết. Lâm Nhất rất dứt khoát, đứng dậy rút kiếm, hướng đến cổng thành Bắc. Long Hạo nở nụ cười, không chút sợ hãi, ông ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Ông lão áo xám vẫn luôn tỏa trấn trên tường thành, thật ra, từ đầu đến cuối ông ta đều không nhúc nhích, dù là vậy, nhưng uy áp bán bộ thiên phách phát ra từ trên người ông ta đủ để trấn nhiếp rất nhiều yêu thú. Nếu không có ông ta trấn nhiếp, e rằng mọi người phải đối mặt với áp lực từ yêu thú tăng gấp bội. Uy áp bực này không phải cứ không sợ chết là xông đến được, mà chính là không thể xông đến, tựa như một bức tường vô hình. Thậm chí yêu thú hơi yếu một chút, một khi tùy tiện xâm nhập, sẽ bị chấn cho nằm dạp xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, ông ta không thể phân thân, nên không thể nhanh chóng đến thành Bắc cứu viện, một khi di chuyển, uy áp sẽ giảm bớt, đồng nghĩa với việc trận chiến sẽ có chuyển biến xấu, nên chỉ có thể để cho Lâm Nhất và Long Hạo cùng tiến đến trợ giúp. Ông ta nhìn người rất chuẩn, hai người này không ai là kẻ yếu, nếu liên thủ thì vẫn có thể đánh lui yêu thú bán bộ thiên phách. Long Hạo đuổi theo sau Lâm Nhất, quan sát thân pháp của hắn. Thân pháp mà Lâm Nhất tu luyện không tính là cao siêu, nhưng hắn đã tu luyện đến một cảnh giới cực cao, nhờ có chân nguyên hùng hậu thúc dục, nên di chuyển vô cùng lưu loát, nếu giao đấu với kẻ địch chắc chắn sẽ không rơi vào thế yếu. Bất quá, trong mắt Long Hạo, đó vẫn là tàn bản. Nếu tu luyện thân pháp cao minh, thi triển sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng không cần rót vào đó quá nhiều chân nguyên. Xíu, yêu yêu. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất đột nhiên ngừng lại. Còn chưa tới mà, Long Hạo nói.
ông theo ta làm gì? Lâm Nhất xoay người nhìn đối phương, mặt hắn không có chút cảm xúc, sâu trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn đột nhiên đặt câu hỏi khiến Long Hạo có hơi bối rối, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói, là vị đại nhân bán bộ thiên phách kia muốn ta đi cùng ngươi, sao có thể nói là ta theo ngươi được? Ý ta không phải vậy. Ông lão áo xám chỉ là ngụy trang, người này cố ý muốn tiếp cận hắn. Lâm Nhất vẫn luôn làm việc dứt khoát, hắn chẳng muốn tranh luận với đối phương. Đừng có giả bộ hồ đồ trước mặt hắn, nếu không, hắn sẽ khiến người này không thể không hiểu được nữa. Nụ cười trên mặt Long Hạo biến mất, ông ta bình tĩnh nói, ngươi là kiếm khách, kiếm ý của ngươi cực kỳ nhạy cảm nên có thể cảm nhận được ta không hề có ác ý. Nếu không, ngươi sẽ không mở miệng hỏi, mà trực tiếp dùng kiếm đâm đến rồi. Lâm Nhất thản nhiên nói, nhưng ta cũng không thích người lạ đi theo mình. Long Hạo nhún vai, cực kỳ vô tội cười nói, vậy e rằng ngươi phải không thích một thời gian mới được, ít nhất phải giết được yêu thú bán bộ thiên phách kia. Ngươi là người của Thành Mộ Kiếm. Ánh mắt Lâm Nhất trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương. Xem như vậy. Long Hạo không đáp đúng sai, cười cười, ngay sau đó lại nói, đợi giết được con yêu thú bán bộ thiên phách đó, ta có thể nói chuyện với ngươi. Lâm Nhất liếc nhìn người đó, không nói nhiều nữa. Cửa thành Bắc vẫn cần phải gấp rút cứu viện, không phải là lúc dây dưa với người khác, giết yêu thú bán bộ thiên phách rồi nói tiếp. Thời gian nửa chản trà, hai người đến tường thành cửa thành Bắc. Tình hình nơi này rất không khả quan, mặt đất khắp nơi đều là thi thể tàn khuyết, còn có nhiều yêu thú ăn thịt và một số võ giả cảnh giới huyền võ đang chống đỡ. Hộc hộc. Sau khi hai người đáp xuống, mỗi người xuất kiếm giết hết tất cả yêu thú trên tường thành, cứu được các võ giả cảnh giới huyền võ đó. Mau đi giúp đỡ Trần Đại Ca. Những võ giả cảnh giới huyền võ được cứu không hề có vẻ nhẹ nhõm, mà vô cùng sốt sắng nói. Còn cao thủ cảnh giới tử phủ chưa chết. Lâm Nhất và Long Hạo đưa mắt nhìn nhau, bay nhanh như chớp, nháy mắt bóng dáng của hai người đã trở nên cực kỳ mơ hồ ở giữa không trung, vô cùng nhanh. Một yêu thú cảnh giới âm dương tấn công về phía Lâm Nhất tùy ý chém ra một kiếm, có tia chớp lóe lên. Đợi táng hoa chém xuống người yêu thú, lập tức tạo nên một vết thương nơi ngực nó, vết thương không ngừng lan rộng, cho đến khi con yêu thú bị xé ra làm đôi. Mưa máu bay đầy trời, hai người một đường càn quét, mau chóng giết tới cửa thành. Nơi đó có một võ giả trung niên cảnh giới âm dương, một cánh tay đã bị đứt mất. Nhưng vẫn liều mạng ngăn chặn yêu thú bán bộ thiên phách vào thành. Với thực lực của ông ta, nếu muốn chạy thoát có lẽ khá dễ dàng, nhưng chỉ cần ông ta chạy đi, hàng nghìn vạn người bình thường đều sẽ chết. Trong mắt Lâm Nhất lướt qua vẻ dao động, thế giới này rốt cuộc cũng có võ giả sẵn lòng hy sinh tính mạng vì người xa lạ. Cũng may, chỉ là một con yêu thú bán bộ thiên phách bình thường. Long Hạo quan sát con yêu thú đó. Đó là một con ma khuyển dài mấy chục trượng, toàn thân mọc đầy gai xương, vô cùng dữ tợn. Ma khí trong hai mắt nó hầu như ngưng tụ thành ngọn lửa thực chất. Mặc dù là yêu thú bình thường, nhưng dưới sự xâm nhiễm của ma khí, mạnh hơn bình thường rất nhiều. Long Hạo đoán chừng, trận này không dễ đánh. Trong lúc suy nghĩ đối sách, kiếm trong tay Lâm Nhất lại không do dự chém ra. Lá rơi đầy trời tiếng như mưa. Mây trăng trong nước đi vào kiếm. Lâm Nhất bay lên không trung, tà áo xanh dao động theo gió, có tiếng lá rơi do kiếm ý diễn hóa thành rơi xào xạc, giống như mưa trút xuống. Khi tiếng lá rơi lớn đến cực hạn, Lâm Nhất ở trên không trung tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hình như không phải hắn đạp trên hư không, mà là một hồ nước. Nước hồ vọt lên đầy trời, lộ ra một vầng trăng trong nước. Vù! Ánh trăng giữa trời. Mưa tạt bốn phương, một kiếm của Lâm Nhất chém vào ma khuyển đầy gai xương đó. Ngay lập tức có mấy chục gai xương bị chém gãy, trên người ma khuyển máu chảy đầm đìa, gào lên một tiếng bị đánh bay ra xa. Lùi sang một bên trước đi. Lâm Nhất đáp xuống bên cạnh người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm ma khuyển rơi xuống đất, lên tiếng. Lâm công tử, ma khuyển đó không dễ đối phó, nó. Người đàn ông trung niên mệt đến mức thở hổn hển, nhưng thực sự quá lo lắng cho Lâm Nhất,
vừa thở vừa nói. Ầm. Nhưng còn chưa nói hết câu, tay trái của Lâm Nhất đã võ một chưởng vào ngực ông ta, truyền cho ông ta một tia chân nguyên hùng hậu, đánh bay ông ta đi. Trong lúc bay đi, người đàn ông trung niên há hốc miệng kinh ngạc, Lâm Nhất lại búng ngón tay ra. Một viên đan dược cực kỳ quý giá bắn vào miệng ông ta, đan dược trên người Lâm Nhất đều là hắn lấy được ở các loại bí cảnh và kho báu Lôi Vân, rất quý hiếm. Khoảnh khắc đan dược vào miệng, người đàn ông trung niên họ Trần cảm thấy vết thương của mình đã hồi phục năm thành, toàn thân ấm áp. Thậm chí tu vi cảnh giới âm dương cũng mơ hồ tăng lên không ít. Ông ta lập tức á khẩu, e rằng thiếu niên này còn mạnh hơn tưởng tượng của mình nhiều, không muốn mình gây cản trở. Thủ đoạn này quả là bạo lực, nhưng ra tay cũng hào phóng đáng sợ, tùy tiện tặng một viên đan dược quý hiếm như vậy. Vù, vù, vù. Trong một phần nghìn giây phân tâm, ma khuyển gai xương ngã xuống đất đó đã nhạy bén nắm được sơ hở, vô số gai xương bùng lên lửa ma, từ trong cơ thể nó bắn ra như mưa. Khoảnh khắc đám gai xương đó bắn ra, cơ thể ma khuyển thu nhỏ lại, rõ ràng đòn tấn công này đối với nó mà nói cũng là sát chiêu tiêu hao rất lớn. Lâm Nhất không dám sơ ý, liên tục tung ra mấy kiếm, tạo thành một màn kiếm kín không khe hở. Keng, keng, keng. Gai xương bay đến không bị đánh bay đi, mà là bị chấn nát thành bột mịn. Lâm Nhất tâm tư tinh tế, biết những gai xương bắn ra này cũng sẽ tạo thành uy lực cực lớn, không muốn ảnh hưởng đến người vô tội nên sử dụng đến mấy phần chân nguyên. Ma khuyển gai xương đó lập tức sáng mắt lên, ma khí màu đen trong đồng tử dường như bốc cháy, nhân lúc Lâm Nhất thu kiếm thì lập tức nhảy bổ tới. Góc độ tương đối quỷ quyệt, thời cơ cũng vô cùng hiểm ác. Yêu thú bán bộ thiên phách quả thực có chỗ lợi hại của nó. Nhưng nó vừa mới nhảy tới, chưa đợi Lâm Nhất có phản ứng, một đường kiếm quang đã đánh bay nó trở về. Suy cho cùng cũng là yêu thú bán bộ thiên phách, đúng là có chút rắc rối. Long Hạo ra tay chậm rãi đáp xuống, cười với Lâm Nhất. Nếu không có ngươi, thật ra cũng không tính là rắc rối. Lâm Nhất nhàn nhạt trả lời. Cái quỷ gì? Long Hạo có chút buồn bực, ngay sau đó tỉnh ngộ, Lâm Nhất đang nói ông ta vướng tay. Nếu ông ta không ở đây cũng không cần giữ lại gì, giết chết con ma khuyển gai xương này cũng không tính là gì. Hình như bị coi thường rồi, vậy thì không cần phải nương tay nữa đâu nhỉ. Long Hạo thản nhiên cười, sau đó ra tay trước, truy sát con ma khuyển gai xương kia. Dạ quang trảm, người ở giữa không trung, Long Hạo tức giận quát lên một tiếng. Phong mang lộ rõ. Kiếm ý tiên thiên đại thành bùng phát toàn bộ, kiếm trong tay tỏa sáng giữa màn đêm, giống như một con ác long nóng nảy chém xuống ma khuyển. Phụt. Ma khuyển gai xương vừa mới đứng vững đã bị tiếng rít gào đánh bay, trên người có vết chém đáng sợ dài đến nửa mét. Có một mảng thịt lớn bị cắt xuống, vết thương trông như bị ác long cắn một miếng. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị. Mặc dù người này tuổi khá lớn chiếm được chút lợi, nhưng thực lực đúng là cực kỳ lợi hại. Nhất là kiếm pháp mà ông ta sử dụng, e rằng phẩm cấp rất cao, mơ hồ có chút phong phạm của kiếm pháp thượng cổ, chắc chắn là tàn giản trong di tích nào đó suy diễn ra. Long Hạo quay đầu nhìn phản ứng của Lâm Nhất, nhưng lại phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh, chỉ là thực lực bùng phát ra đã nâng lên cấp bậc tương đương với hắn ta. Tên nhóc này! Long Hạo cười gượng. Muốn khoe mẽ trước mặt hắn một chút thật là khó khăn. Không thể không nói con ma khuyển gai xương này rất xui xẻo, gặp phải Long Hạo và Lâm Nhất, hai người này ra tay khiến nó luôn ở trong trạng thái bị động chịu đòn. Bất lực hơn là hai kiếm khách đều có ý lấy nó thị uy với người kia, người xuất một kiếm, ta lại xuất một kiếm mạnh hơn. Sau mấy phen giày vò liên tục, chỉ mới nửa khắc trôi qua, con ma khuyển gai xương này đã bị chém tan xương nát thịt. Yêu đan bán bộ thiên phách cực kỳ quý giá của nó cũng bị chém vỡ vụn dưới kiếm khí sao động của hai người. Ma khuyển gai xương vừa chết, những yêu thú còn lại rất dễ giải quyết, bị hai người thanh trừ sạch sẽ giống như cắt cỏ. Nhóc con, ta không giấu ngươi, ta là Thanh Y Tầm Long sứ của Kiếm Minh, phụ trách giúp Kiếm Minh tìm kiếm nhân tài kiếm đạo ở cổ vực Nam Hoa. Ta quả thật là người của Thành Mộ Kiếm, Thành Mộ Kiếm chính là đại bản doanh của Kiếm Minh ở Nam Vực.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, trong lúc hai người nghỉ ngơi, Long Hạo lên tiếng trước tiên. Vì ông ta phát hiện Lâm Nhất là người khá quả quyết, nếu mình cứ giả vờ hồ đồ, có lẽ Lâm Nhất sẽ không quan tâm đến mình. Khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tu luyện. Ông ta tin rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ làm vậy, cho nên có thời gian rỗi là nói ngay lập tức. Kiếm Minh. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ nghi hoặc. Long Hạo cười nói, ngươi chưa cần biết Kiếm Minh làm gì, Kiếm Minh không cấm thành viên của mình gia nhập tông môn, là một tổ chức khá phân tán. Chỉ phục vụ vì kiếm khách, mọi người cùng nhau giao lưu, so tài võ nghệ, vấn kiếm tầm đạo. Không có hứng thú. Lâm Nhất lạnh nhạt đáp. Không vội, ngươi sẽ có hứng thú thôi. Dù sao ngươi cũng là kiếm khách chân chính, sẽ không bỏ qua bất cứ phương thức nào để trở nên mạnh hơn. Kiếm pháp của ta cũng là được trao đổi từ Kiếm Minh, trừ kiếm pháp, bí tịch thân pháp phù hợp cho cảnh giới tử phủ cũng không ít, có vài thứ thậm chí còn chuyên môn sáng tạo ra phù hợp cho kiếm khách. Long Hạo rất kiên nhẫn, mặt lộ ra ý cười, nói liên tục, dẫn dắt từng bước. Ông ta phát hiện mình thật sự đã nhặt được một bảo bối, vốn dĩ chỉ là có hứng thú, nhưng thiếu niên này lại đem lại sự kinh ngạc cho hắn ta hết lần này đến lần khác, cái sau lớn hơn cái trước. Gào. Đúng lúc đó, ở xa xa đột nhiên vang lên tiếng thú gầm kinh thiên động địa, có một luồng khí yêu sát như khói đen xông thẳng lên trời mây, cao đến mấy nghìn mét cực kỳ khoa trương, lượn lờ mãi không tan. Long Hạo liếc nhìn, vẻ mặt buồn bã, thở dài, thành này không giữ được rồi. Sát khí mạnh như vậy. Lâm Nhất biến sắc, lướt người đi, đáp xuống tường thành dõi mắt về phía xa. Trong sát khí lượn lờ không tan ấy, hắn nhìn thấy một con yêu thú đáng sợ gần trăm trượng. Đó là một con ma viên. Ma khí màu đen trong hai mắt nó đã thiêu đốt thành ngọn lửa màu đen, đó là một loại màu đen cực kỳ quỷ dị. Đen đến phát sáng trong màn đêm mênh mang, từ xa đã có thể nhìn thấy rõ ràng, con người trong mắt Lâm Nhất co rụt lại. Hám thiên ma viên. Không biết từ lúc nào Long Hạo đã đáp xuống bên cạnh Lâm Nhất. Khẽ giọng nói, đó là yêu thú bán bộ thiên phách có huyết mạch cấp bá chủ, vị đại nhân đó e là rất khó thắng nổi, tòa thành này không giữ được rồi. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, là hám thiên ma viên kia đã chuyển động. Nó bước đi rất chậm, nhưng khi bàn chân nó rơi xuống đều sẽ gây ra tiếng vang rất lớn. Một trượng là 3m3, độ cao trăm trượng là gần 400m. Dưới độ cao ấy, võ giả loài người ở trong mắt nó chỉ giống như con chuột, có thể tùy ý nắm trong tay bóp chết. Cơ thể to lớn, yêu sát sừng sững ngưng trọng, kèm theo sự xuất hiện của nó, cả tòa thành Mạc Thủy bắt đầu tràn ngập bầu không khí đáng sợ. Ngay cả võ giả cũng kiêng dè, càng đừng nói đến mấy chục vạn người bình thường trong thành. Xung quanh hám thiên ma viên có vô số yêu thú đi theo nó như thủy triều, không ngừng tiến gần về phía thành Mạc Thủy. Vô số sát ý sao động giữa không trung hội tụ thành áp lực như biển lớn mênh mông, rơi xuống người ông lão áo xám đang trấn thủ đầu thành. Ông lão áo xám vẻ mặt nghiêm trọng, biết nếu không thể đánh bại hám thiên ma viên này thì thành Mạc Thủy sẽ bị phá hủy. Ánh mắt ông ta lóe sáng, vẻ mặt thay đổi liên tục. Vù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.